Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 116. Lệnh binh đưa tới một tin đột phát. Xí thư không cam lòng thất bại, trên đường lùi về phương Bắc, bắt được liên lạc với Tả Sương Vương đã quay lại lãnh địa từ trước, lấy kế hoạch vực dậy mai sau cùng chị làm điều kiện điều tạm binh mã, thừa lúc quân ngụy không sẵn sàng, giết ngược trở về sao. Sao sát hồi mã thương, quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch. Mục tiêu của gã không phải đoạt lại Nam Đô, cũng không phải u yến. Vị hoàng đế bắc địch này dù từng nổi tuân tam bành vì thua trận, xong cùng nộ qua đi, đầu gã cũng không hề hoàn toàn bị ngọn lửa tức giận làm cho mê man. Hiện giờ binh lực quân ngụy mạnh hơn, cộng thêm vừa thắng trận đại chiến, nhuệ khí đang không thể đỡ, còn mình binh bãi như núi đổ, dù có điều tạm binh mã thì trong ngắn hạn muốn tranh đoạt lại vùng đất U Yến không khác gì kẻ si nói mộng, mà nếu như U Yến không nằm trong tay thì dẫu có đoạt lại Nam Đô thì cũng không phải vùng đất vững chắc lâu dài, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Ở phía Bắc Nam Đô cách mấy trăm dặm có một đầm nước lớn vắt ngang từ Đông sang Tây, vào mấy thập niên trước khi Bắc địch chưa xuôi Nam đóng Đô, mấy trăm năm qua, nơi đây luôn được coi là chỗ giới hạt sông giáp danh giữa người địch và Hoàng Triều Trung Nguyên, song phương luôn đứt quãng tranh đoạt quanh vùng danh giới, từ rất lâu Hoàng Triều Trung Nguyên đã xây dựng cứ điểm dọc theo hai bên bờ giới Hà, về sau dần dần hình thành rất nhiều quân chấn, trong đó hai quân chấn chấn minh, Tây Nhu có quy mô lớn nhất, vị trí cũng mấu chốt nhất. Mục tiêu của Xí Thư là muốn giữ vững giới Hà, việc này còn liên quan đến tôn nghiêm sau cùng của gã, U Yến Nam Đô Vốn không thuộc cả về người địch, mất thì mất rồi, nhưng vùng đất phía bắc giới Hà lại là chỗ tổ tiên người địch yên nghỉ, nếu ngay cả một tấc vuông cuối cùng này cũng không giữ được thì dù gã có quay trở lại Bắc Đình cũng e là không còn cách nào phục chúng. Mà tình cảnh hiện giờ của tả Sương vương so với gã cũng chả tốt là bao. Nói trước đây là vì một ý nghĩ sai lầm của lão trực tiếp dẫn đến tổn thất u yến là chưa đủ. Người địch trọng kẻ vũ dũng, xem thường hèn yếu, mấy mươi năm qua, dù rằng quý tộc và quân đội Nam Đô vì hưởng lạc mà có chỗ buông thả, song tục lệ vẫn thế. Sau khi trốn về lãnh địa, lão liền bị đám quý tộc còn lại âm thầm chế nhạo, danh dự tổn hao rất nhiều, giờ nhận tin từ sĩ thư, sau khi cân nhắc, để cứu lấy danh dự, cũng là vì suy tính đến tương lai, bèn đồng ý cho mượn binh. Cứ thế, sau khi vượt qua giới hà trải tiếp vài trăm dặm, sĩ thư một lần nữa tổ chức binh mã, quay lại tập kích, giết ngược. Tin gửi đến quân nhạn môn đến từ Nam Đô. Sau khi đánh hạ Nam Đô, Khương Hàm Nguyên càn quét biên cảnh, đánh thẳng đến gần vùng giới hà, biết giặc cùng đường chớ đổi mới dừng truy kích. Thời gian va chạm với sĩ thư không ít, đối với tính cách kẻ địch cũng có chỗ hiểu biết, biết gã phàm là có nửa điểm khả năng cũng sẽ không dễ nhận thua, bèn cẩn thận đề phòng, cố đích thân ở lại giới hà tiếp tục phòng thủ, quan sát động tính, lúc nhận được tin khẩn cấp thám tử đưa đến, cô đang dẫn một đội binh mã chú tại Tây Nhu Tắc phía Bắc giới hà, phái người phát ra cấp báo, lệnh lập tức điều quân đến giúp, rồi lệnh Chu Khánh đề phòng ở Trấn Minh Tắc, một cứ điểm quan trọng khác ở phía Nam giới hà. Đồng thời gửi thư về nhạn môn, lệnh cho phàn kính chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh mọi lúc, phòng vạn nhất. Phản kính mới từ Tây Quan trở về không lâu, ngày ngày bề bộn nhiều việc quân, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhận được tin chiến sự lại lên ở lệnh sở, đang hạ lệnh triệu đủ sĩ quan cấp cao truyền đạt lệnh cấp trên, thì binh sĩ giữ cửa vào thông báo rằng có người tìm ông, bước ra, nhìn thấy một người mặc thường phục đội nón lá đứng bên ngoài, dáng vẻ non quen quen, đợi đến gần nhận ra, kinh ngạc không thôi. điền hạ. Ông vội xài bước ra đón. Cùng ngày, Thúc Thận Huy cầm lộ bài thông hành nhãn môn phát ra tiếp tục tiến ra phương Bắc. Lúc xảy ra trận chiến tám bộ, Khương Hàm Nguyên dẫn đội khinh kỵ chạy đường vòng quanh co, còn phải ngày nằm đêm đi, cần tầm 10 ngày mới đến được U Châu. Hiện giờ vùng đất U Yến đã hoàn toàn thuộc về đại ngụy, từ nhãn môn đến Nam Đô có thể đi thẳng, ngựa y không dừng vó đi cả ngày lẫn đêm, chưa tới 3-4 ngày đã tới quận Yến, không hề ngừng nghỉ, đổi ngựa đi tiếp đến Nam Đô, nhanh chóng đến chấn minh tắc nằm ở hạ liêu bờ Nam y muốn tiếp tục đi Tây Nhu Tắc. Hôm y đến nơi, dọc theo đoạn giới hà này, chiến sự đã đánh. Trấn Minh Tắc là cứ điểm quan trọng vùng Hạ Du, cuộc chiến tranh đoạt càng thêm khí thế hừng hực. Mấy hôm trước, một đội kỵ binh người địch tầm mấy vạn khí thế hung hăng giết tới, lội qua đoạn danh giới sông nước sâu đến bụng ngựa, tấn công mãnh liệt vào Trấn Minh Tắc. Đội kỵ binh người địch này có chủ lực đến từ dưới chướng tả Sương Vương. Khác với đội quân bị đánh bại nhiều lần mà có chỗ e sợ trước đây, bọn hắn chưa từng minh chiến đã lui hết về phương bắc vẫn cảm thấy không phục hiện giờ có cơ hội từng tên đỏ mắt ước gì không thể một hơi giết về quận yến rửa sạch nhục nhã để tiện bề trước mặt khoe quân công chu khánh biết địch kỵ xâm phạm khó đối phó không dám xem thường trước đó đã chia ra dựng công sự ở ba mặt bắc tây đông của trấn minh tắc đồng thời bố trí binh lực ứng chiến ông phán đoán binh địch sẽ theo trọng điểm tiến công hướng bắc đích thân đóng giữ để thủ hạ là tướng tài đắc lực chia ra đề phòng hai mặt bố trí ấy vốn không có chỗ sơ suất, mấy ngày liên tiếp, thủ dự Trấn Minh Tắc kín kẽ không một khe hở, quân địch đến đám nào, ăn đám ấy. Nào ngờ ba hôm trước, thời tiết chợt thay đổi, mưa như chút nước, nước sông chảy xiết, mực nước tăng vọt tràn bờ, phá hủy công sự bờ Tây Trấn Minh Tắc. Đến khi Chu Khánh nhận được tin biết không ổn thì đã trễ, toàn bộ chủ lực còn thừa lại của quân địch dồn về phía bờ Tây Tắc, phát động tấn công mạnh mẽ, Chu Khánh lãnh binh đến tiếp ứng. Bình thường nửa ngày đã đến song hiện giờ đường đầy bùn lầy, đất lồi lõm tích đầy nước mưa, vó ngựa và hai chân binh sĩ lún sâu trong bùn, bước tiến gặp trở ngại cực lớn, chí ít một ngày mới đến. Quân chú đóng Tây Tắc ứng đối bỗng gặp một đội quân địch gấp bội phe mình, viên phó tướng biết trách nhiệm trọng đại, nếu quân địch đánh ra lỗ hồng từ chỗ mình mà xâm nhập, từ phía sau bọc đánh, thì toàn bộ quân trấn trấn minh đều lâm vào nguy hiểm, trên người hắn dù bị thương nhiều chỗ cũng không dám nhượng bộ nửa bước, dẫn binh sĩ anh dũng thủ tác đường lúc chém giết, ngựa bị tên lạc bắn ngã, không kịp xoay sở, ngã ngựa, lại hỏa vô đơn chí, một chân bị vó ngựa đạp chúng gãy ngay tại chỗ, trong chốc lát không thể đứng dậy, một quân lính và sĩ quan người địch đang vây công hắn bắt lấy cơ hội, một trước một sau, hung tợn đánh tới. Hắn té ngựa ra đất, chịu đựng cơn đau kịch liệt, chém ngã tên binh địch trước người, cùng lúc đó, một thanh đao khác cũng đã từ sau rơi xuống đầu, hắn hết lực tránh. Bên cạnh, binh lính của hắn cũng đang bận chém giết phần mình, tình thế gian nan, chủ tướng rơi vào hiểm cảnh cũng không cách nào thoát thân cứu giúp. Lúc hắn sắp bỏ mạng dưới đao, một thất chiến mã như chấp như ảnh, từ góc nghiêng bên cạnh sông tới, người lập tức một kiếm gọt đến, kiếm khí lướt gió, bàn tay bao gồm cả cổ tay cầm đao của người trên đỉnh đầu bị chặt đứt, rớt xuống đất. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của viên sĩ quan người địch và mưa máu xối xả đầu đầy, viên phó tướng trở về từ cõi chết, mờ mịt ngẩng đầu, một khuôn mặt thanh niên anh Tuấn cúi người, chụp lấy mình. Hắn được kéo lên lưng ngựa, người kia lại giết ra trận địa, buông hắn ra. Viên phó tướng không nhận ra người tới, nhưng đã cứu mình chắc chắn là bạn không phải địch, hoàn hồn ngừng nhìn trận chiến mình phụ trách phía trước, lo rằng mình không ở đấy lòng quân bất ổn, không mang tới cái chân bị gấy, vùng vẫy định đứng dậy quay lại, lại bị người này cản trở, nghe y nói một câu, không khỏi sáng mắt, vui đến phát cuồng, thu hết hơi, hướng phía trước la lớn. Các tướng sĩ nghe đây, hắn là do Chu tướng quân phái tới đưa tin, tướng quân đang nhanh chóng lãnh binh đến, giết cả cho ta, đứng vững. Hô xong, người thả lỏng, không gượng được nữa, hôn mê bất tỉnh. Tướng sĩ lấy ít địch nhiều, lọt vào vòng vây điên cuồng vốn đang dần hết chống đỡ nổi, đột nhiên nghe tin, lại thấy thanh niên mới cứu chủ tướng đã phóng ngựa giết ngược trên trận địa, đón đầu quân địch, được cổ vũ, tinh thần cực kỳ hưng phấn, cắn răng đỏ mắt ra sức chém giết theo đương khi chu khánh lãnh binh rốt cuộc đuổi tới cục diện đã đảo ngược đường lui của binh địch bị cơn hồng thủy cắt đứt vô số kẻ nhảy xuống đầm chết đuối chiến sự kết thúc ông nghe có người tự xưng là do mình phái tới chẳng những cứu được viên phó tướng thủ hạ đắc lực của ông về sau còn bắn chết chủ tướng quân địch ổn định cục diện đang chờ mình mà hình như trong ngàn quân chẳng ai nhận ra bèn không khỏi hiếu kỳ cho người dẫn đi gặp đến nơi thấy người kia cả người nhuốm máu đứng bên bờ danh sông hồng thủy đang tràn ngắm mây đen trên kia bày ra trận hồng thủy mà nhíu mày, vẻ mặt non như đang thầm lo lắng. Ngươi là ai? Công lao lần này không nhỏ. Xương tên đi, bổn tướng quân thay ngươi đến thỉnh công trước mặt tướng quân Trường Ninh. Chu Khánh cười ha hà, xài bước tới người kia, chợt khượng lại, trợn to mắt. Điện hạ, mà tướng không biết là nhiếp chính vương điện hạ đến. Điện hạ thứ tội. Ông cuốn quyết đổi giọng, bước lên thi lễ chào hỏi. Thúc thần huy xoay người, bước tới lệnh cho Chu Khánh đứng dậy. Nay ta đã không còn là nhiếp chính vương, không cần đa lễ. Binh sĩ xung quanh vừa mới thấy y khí độ không tầm thường, vẫn đang tò mò dò xét, nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc ngớ người. Nhiếp chính vương chính là phu quân của tướng quân Trường Ninh, trong quân không ai không biết, đợi tỉnh táo lại vội vàng quỳ cả theo. Thúc Thận huy lệnh mọi người đứng dậy cả. Chu Khánh mừng rỡ không thôi. Sao điện hạ lại đến đây? Thúc Thận Huy hỏi thăm Khương Hàm Nguyên, Chu Khánh vội nói: Mấy hôm trước tướng quân vẫn ở Tây Nhu Tắc, sĩ thư dẫn binh đánh lén, nhưng vấn đề không lớn. Viện quân phát ra hẳn giờ này đã kịp đuổi tới, xin điện hạ yên tâm. Đột nhiên ông ngừng bật, đưa mắt nhìn mực nước đầm bên cạnh đang dâng cao mấy ngày nay biến sắc. Tây Nhu Tắc ở vùng Thượng Du bờ bên kia, cách Trấn Minh Tắc mấy trăm dặm. Bình thường phát binh qua bốn năm ngày là đến, nhưng lần này gặp lũ Thượng Du hai bên bờ gần như không có chỗ đặt chân, con đường đội quân vừa xuất phát nhiều ngày trước bị chặn, rốt cuộc chỉ đuổi tới chỗ vốn là bến đò, phát hiện cầu nổi đã bị lũ đánh gãy, bị ngăn lại ở bờ nam, không cách nào qua sông. Đương khi thúc thần huy đuổi tới bến đò, nhìn nước sông vần đục mang theo cây cối và xác động vật từ thượng du lao xuống, tuôn chảy không dứt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phụ trách dẫn đầu cánh viện quân chạy tới tây nhu tắc là trương mật. Mấy ngày qua vì để qua sông ông đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, xong đều phí công. Ông nhìn Thúc Thần Huy đứng nghiêm bất động bên bờ, quỳ xuống thỉnh tội. Mà tướng vô năng, mà tướng đã nhiều lần thử lệnh cho tướng sĩ nối đuôi nhau xuống nước, nhưng căn bản chân đứng không vững, lòng sông cực sâu, nước lại xiết, nếu không phải đoán trước buộc thừng trên người, người cũng muốn bị cuốn đi. Thúc Thần Huy nhìn bờ bên kia, đứng yên, bóng lưng không nhúc nhích. Chân trời nơi xa xa âm u, quân trấn Tây Nhu Tắc ở cách bờ bắc mấy chục dặm, từ đây không thể nhìn thấy, nhưng ở đó tổng cộng chỉ có không đến 2.000 binh mã, mà xí thư lại là có chuẩn bị mà đến, tập kích quân trấn, tình huống bên ấy hiện giờ thế nào là có thể nghĩ, bị kẹt là tất nhiên, thậm chí, khả năng xấu nhất. Trương mật không dám tưởng tượng, nhến răng, bỗng đứng bật dậy, quay đầu lớn tiếng gọi binh cảm tử, đang định lệnh người kết thành bức tường lần nữa xuống nước. Chợt thấy thúc thận huy sai người nhấc một khúc gỗ tròn vốn định dùng để dựng cầu nổi, lệnh đẩy xuống nước. Ban đầu trương mật không rõ cho lắm, mà không dám hỏi nhiều, chỉ bảo binh sĩ làm theo. Lúc thả khúc gỗ xuống nước, ngay lập tức đã bị dòng lũ ập tới lăn lộn không ngừng, sóng cuộn trào mãnh liệt, chìm nổi, xoay chuyển mòng mòng. Điền hạ, ông vẫn chưa hiểu ra dụng ý, muốn dựa vào khúc gỗ nổi để qua sông vốn là chuyện không thể nào. Vừa hỏi, Thúc Thần Huy đã thả người nhảy xuống nước, bám vào khúc gỗ nổi, ngay lập tức, người theo khúc gỗ bị đánh ngược trở lại trên mặt nước, trôi vào lòng sông. Điện hạ. Trương Mật và bọn Chu Khanh vừa tới cuối cùng đã hiểu ý đồ của y. Mặt sông sóng lớn mãnh liệt, nhưng ở đáy nước, hẳn dòng nước sẽ tương đối nhẹ nhàng. Y đang muốn dựa vào sức mình, lặn xuống nước qua sông. Thật là một hành động nguy hiểm biết chừng nào, nước sông vẫn đục như bùn, dưới nước không thể thấy gì, chưa nói còn có mạch nước ngầm và xoáy nước, chỉ không cẩn thận một tí e sẽ có bất chắc. Đám người nhìn thấy y vừa xuống nước, lập tức theo khúc gỗ bị sóng ập tới đánh chìm, trong tích tắc không nổi lên, không khỏi hoảng sợ, cao giọng la to, một lát sau, nổi lại lên mặt nước, đã ngoài mấy trượng. Điền hạ, điền hạ. Trương mật chu khánh dọc theo bờ sông đuổi theo một đoạn, chỉ thấy khúc gỗ trong mặt nước rộng lớn chìm nổi bao nhiêu bận, y cũng chìm nổi từng ấy bận theo. Lần cuối cùng, Cục gỗ nổi lên lần nữa nhưng không thấy y. Điền hạ. Trương Mật Chu Khánh sợ đến hồn phi phách tán, quỳ gối xuống đất, trợn to mắt nhìn đầm nước đục phía trước, nhưng chỉ thấy minh mông, nào còn có thể tìm được bóng dáng của y. Sau khi Khương Hàm Nguyên Phái người đưa tin, bèn đụng phải đại đội binh mã của Sý Thư tập kích đến. Cô dẫn theo hai ngàn binh sĩ lui về chân ở một tòa tắc lũy hoang phế từ lâu, chia lớp phòng thủ cổng vào. Theo cô tính toán, chỉ cần phòng thủ 4 năm ngày, đội quân sẽ có thể đến. Nhưng nào ngờ mãi không thấy, cô đoán mưa to mấy ngày liên tiếp gây lũ, cản lối giao thông. Hiện tại, cô và tướng sĩ thủ hạ đã bị nhốt ở đây 7 ngày 7 đêm, cũng đã huyết chiến 7 ngày 7 đêm. Mới chạng vạng tối nay, sau nửa ngày gian nan huyết chiến, cuối cùng đã một lần nữa đánh lui tiến công bên ngoài, mấy lối vào đều chất đầy xác binh địch bị giết. Không khí trong tác lũy đầy mùi hôi thối của xác giữ hòa cùng máu tanh, nghe đủ muốn nôn mửa. Nhưng với Khương Hàm Nguyên và tương sĩ đã chiến đấu nhiều ngày thì sớm đã không còn cảm giác. Vấn đề lớn nhất họ sắp gặp phải, không pha ri là trận huyết chiến tiếp đến, mà nước bẩn có thể uống được sắp không còn, lương khô có thể no bụng, cũng tiêu hao hầu hết. Bị nhốt thêm đôi ngày nữa, không cần bên ngoài đánh vào, nơi này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngoài tắc lũy, mùi thịt thơm binh địch nướng thoảng bay vào. Các binh sĩ không một ai nói chuyện, có người im lặng lung tung xử lý vết thương trên người, có kẻ ngồi dựa một góc tường khuất nhắm mắt gà gật, còn có người thấp giọng nhai miếng lương khô cuối cùng mình còn sót lại, lầm bầm nguyên rùa kẻ địch bên ngoài. Khương Hàm Nguyên bỗng đứng lên, hỏi binh lính chung quanh. Vì sao mọi người lại đầu quân? Các binh sĩ ngẩn ra nhìn cô, mới đầu nhìn lẫn nhau, chẳng ai mở miệng. Khương Hàm Nguyên chỉ Trương Tuấn ngồi một mình trên đất gần đó. Cậu nói trước đi. Trương Tuấn ngập ngừng người nhà tôi chết sạch, để có bữa cơm ăn mới dấn thân vào quân ngũ. Khương Hàm Nguyên gật đầu, hỏi một sĩ binh cạnh cậu. Còn cậu? Binh sĩ kia cười hắc hắc. Tôi muốn dành ít tiền, mai này về nhà có thể cưới cô vợ trẻ mập. Xung quanh đều cười nhạo ra tiếng, binh sĩ sờ đầu không phục. Bọn mi cười cái gì? Ai trong bọn mi dám nói không nghĩ tới đi? Tiếng cười càng lớn, bầu không khí đang một ngạt cũng trở nên thư thái hơn. Ngay sau đó, binh sĩ bắt đầu cướp lời nói. Người thì muốn kiến công lập nghiệp, kẻ muốn dạng dỡ tổ tông, dễ bề khoe trước mặt hàng xóm. Lao nhau, gì cũng nói. Khương Hàm Nguyên gật đầu cười nói. Cho dù mục đích đầu quân của các ngươi là gì, mỗi người các ngươi đều là hảo nhi lang, chiến sự sắp kết thúc, các ngươi sắp có thể về nhà, cưới vợ sinh con dưỡng cái, xây nhà làm ruộng, triển vọng biết chừng nào nhỉ. Giọng cô vừa buông, các binh sĩ đều ngẩn người mê mẩn. Nhưng ngay sau đó, nhớ đến hiện trạng, bầu không khí lại trùng xuống, không ai lên tiếng. Khương Hàm Nguyên đổi chủ đề. Đêm nay, có một cơ hội có thể phá vây, dù khó xong còn tốt hơn là bị vây chết ở chỗ này. Giờ các ngươi tranh thủ ăn chút gì, nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần, đến trường đó nghe lệnh, chuẩn bị phá vây. Nỗi sợ của đám binh sĩ là vô vọng, cuối cùng chết khốn ở đây. Chỉ cần có hy vọng phá vây, khổ sở chẳng ai e ngại. Huống hồ, trước mặt họ là viên nữ tướng cực kỳ tín nhiệm. Ngài đã nói vậy thì nhất định sẽ có cơ hội. Trong ánh lửa ảm đảm, từng một gương mặt, trong thoáng chốc hương phấn lên, quét đi mệt mỏi và chán trường trước đó. Khương Hàm Nguyên nhìn quanh một vòng, cuối cùng ra hiệu dương hồ thôi lâu theo mình đến một góc tối không người. Vừa rồi tướng quân có ý gì? Cơ hội phá vây ở đâu? Dương Hồ không chờ kịp hỏi. Khương Hàm Nguyên nói. Ngày mai sẽ hết lương thực, hết nước uống, tên cũng sắp hết rồi, e rằng trong phút chốc viện quân không thể đến kịp. Xí thư hận ta tận xương, đêm nay hai cậu tổ chức binh sĩ, dùng tiến trận mở đường cho ta, ta sẽ đoạt ngựa trùng sát ra ngoài, chắc chắn xí thư sẽ phái trọng binh đuổi theo ta, đến trường đó hai cậu dẫn quân thừa cơ phá vây. Lúc trước có thăm dò địa hình, ở hướng Tây Bắc có một vùng đầm cỏ lau, các cậu dẫn người đến đó. Mấy hôm nay mưa đã ngớt, chỉ cần kiên trì thêm giam ba ngày, đợi nước lũ hơi ổn định viện quân chắc chắn sẽ đến. Sắc mặt cô bình tĩnh, nhà lời không nhanh không chậm, vẻ đã nghĩ sâu tính kỹ. Lời còn chưa dứt, Dương Hồ thôi lâu đã dẫy nãy. Tuyệt đối không thể. Ý cô sao cả hai không rõ chứ? Sao đồng ý được? Khương Hàm Nguyên nhìn Dương Hồ thôi lâu. Nếu biện pháp này của ta là không được, vậy thì các cậu có biện pháp tốt hơn chăng? Hai người lặng thinh. Tình hình nơi này thế nào bọn hắn quá rõ? biết rằng nếu dùng cách của nữ tướng quân, có lẽ còn có thể dẫn người giết mở một đường máu, bằng không thì. Kéo dài nữa, toàn bộ sẽ chết, cô lạnh lùng nói. Vận may không thể lúc nào cũng ở bên ta được, lúc này chính là lúc trời muốn tuyệt đường ta, ta không thể nhận mệnh được. Tâm nguyện các binh sĩ các cậu cũng nghe cả rồi đấy. Họ tin tưởng vào cha ta, tin tưởng ta, tình nguyện đi theo cha con họ khương huyết chiến đến cùng, hiện giờ sắp có thể thực hiện tâm nguyện về lại quê hương sinh sống, rõ ràng còn có cơ hội có thể giết ra ngoài, dựa vào đâu lại bắt họ chết chung cùng ta ở chỗ này chứ. Tôi theo tướng quân. Dương Hồ không chút do so dự nói. Khương Hàm Nguyên thản nhiên nói. Một mình thôi lâu e là không thể dẫn đội phá vây, cậu và cậu ấy phải phối hợp lẫn nhau, dẫn đội riêng mình. Đây là mệnh lệnh, ta không cần người đi cùng, thêm một người là thêm một phần vướng víu. Tướng quân. Ánh nước lóe ra trong mắt Dương Hồ, run giọng gọi. Khương Hàm Nguyên thẳng như chẳng nghe thấy, xoay sang Thôi Lâu đang im lặng. Cậu chậm rãi, quỳ xuống trước cô, dập đầu liên tục, trầm giọng nói. Mà tướng nhất định dốc hết toàn lực, không phụ tướng quân nhờ vả. Cô lại nhìn sang Dương Hổ, Dương Hồ nắm chặt quyền, cắn răng, rồi cũng từ từ quỳ xuống. Khương Hàm Nguyên ra hiệu hai người đứng dậy, vạch ra trên mặt đất tuyến đường mình muốn trùng sát ra, và tuyến đường hai người họ sẽ phá vây. Xong xuôi, lệnh cho cả hai tiến hành sắp xếp cùng đám binh sĩ. Dương Hổ thôi lâu đi vào giữa đám binh, bàn giao lại kế hoạch của cô, chỉ không nói tới việc cô đơn thương độc mã trùng sát ra, các binh sĩ tưởng đã có sắp xếp khác, chẳng ai sinh nghi. Đám binh này phần lớn đến từ thanh mục doanh, nuôi dưỡng chiến thuật cực cao, kỷ luật nghiêm minh, ngay lập tức hiểu rõ hành động tiếp theo, ghi nhận xong vội xôn sao chuẩn bị, ai cũng kích động. Khương Hàm Nguyên ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, lát sau, mở mắt. Dương Hồ quay lại, yên lặng dừng trước mặt cô. Tất thảy đều theo lời dặn của tướng quân, sắp xếp xong. Cậu thấp giọng. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ác chiến. Dương Hồ cúi đầu, chậm rãi quay đi. Chờ một chút. Khương Hàm Nguyên chợt gọi giật, im lặng một lát, rồi rút ra một thanh đoàn đao vẫn kè kè bên hông đưa tới, mỉm cười. Phiền cậu, sau này nếu có thể gặp được nhiếp chính vương, thay ta trả thanh đao này lại cho chàng. Nói rằng, cô dừng lại, lời muốn nói, như rất nhiều rất nhiều, vào giây phút này toàn bộ dâng lên trong lòng. Nhưng nghĩ lại, không biết nên nói câu nào. Nếu như còn có kiếp sau, tiểu tốt kia, tình nguyện dẫn đường cho chàng lần nữa. Trong lòng cô tự dưng nhảy ra câu này, hơi ngây ra. Lúc này, một vọng binh đột nhiên kinh hô. Tướng quân, bên ngoài có một người đến, là nhiếp chính vương lần trước ở thành phong diệp tám bộ tôi từng gặp ngài. Chính là nhiếp chính vương. Không sai, chính là ngài ấy. Hình như ngài ấy bị thương, chán đang chảy máu. Sao hình như chỉ có một mình ngài ấy? Binh có thể được tuyển làm vọng binh có ánh mắt vô cùng tốt. Cùng với tiếng hắn liên tục hô, còn có tiếng hỗn loạn bên ngoài, có vẻ như binh địch đang gấp rút kết đội, ngựa hí vang, không khí khẩn trương. Tim Khương Hàm Nguyên bỗng giật thót, tỉnh táo hẳn, nhảy bổ lên vội chạy qua chỗ binh sĩ, thò người ra miệng ngắm nhỏ bốn phương của Tắc Lũy, nhìn ra ngoài. Bên ngoài, lửa đuốc vây quanh Tắc Lũy giữa quân trận sáng tỏ, cô nhìn thấy trên đỉnh đồi cách chưa đến một bước tên, một thất chiến mã đang dừng ở đó, trên lưng ngựa, một người ngồi cao cao, một tay giơ đúc lửa, tay kia nắm lấy cương ngựa. Gió đêm cực lớn, thổi lửa bó đuốc như ù ù rung động, tia sáng nhảy nhót, phản chiếu tóc trên đầu chàng ướt sũng, khuôn mặt có phần tái nhợt quả nhiên là thúc thận huy vọng binh nói không sai một bên thái dương chàng đọng vết máu có vẻ như là đơn thương độc mã thậm chí ngựa của chàng nhìn từ bí yên sao để phán đoán tựa như cũng là chiến mã của người địch sao bộ hàm thiếc dây cương và yên ngựa sao chàng lại tới đây chàng xông tới cách quân địch gần đến thế là muốn làm gì cô sợ ngây cả người tim đập thình thịch còn chưa hồi thần hẳn đã nghe y cất tiếng cười to Xí thư, còn nhớ bổn vương chứ? Đại ngụy nhiếp chính thúc thần huy, trường an từ biệt, hôm nay lại gặp, hôm ấy ngươi rơi vào trong tay bổn vương, bị chó cắn xé, sống không được, chết cũng không xong, bầy trò hề, cuối cùng như thần lằn tự chặt một tay mới may mắn chạy thoát. Nghe nói sau này cánh tay cụt của ngươi khảm nối thiết chảo, dùng làm binh khí, không biết dùng có tiện không? Nếu không tiện, bổn vương có thể chế tạo giúp ngươi, xem như đền tội. Y ở trên cao nói tập trung mười phần khí, ai nấy đều nghe rõ rành rành, tiếng cười theo gió đêm truyền khắp bốn phía, tràn ngập ý khinh miệt. Đường lúc tiếng cười chưa dứt, thấy y tiện tay ném bó đuốc trong tay về phía đối diện, bỗng cầm cung tên treo bên yên ngựa, kéo căng dây cung, bắn tới một mũi. Vũ tiễn như mang theo sức lực ngàn quân, bay vút đến xí thư. Mấy thân vệ bên cạnh nhào tới, một phát đẩy xí thư ngã nhào xuống đất, một sĩ quan phía sau gã không tránh kịp, chưa kịp phản ứng thì mũi tên đã đâm vào ít hầu, xuyên thủng mà ra. Hắn bị bắn ngã ra đất, che cổ họng ré lên ú ớ đau đớn. Đại ngụy nhiếp chính vương. Binh địch nhao nhao kinh hô, xí thư vì tránh tên, không khỏi chật vật, thấy người chung quanh xôn xao quay lại nhìn mình, ánh mắt sói vào cánh tay trái của gã, càng thêm mặt đỏ tía tai. Một chuyện như chuyện hôm ấy đương nhiên gã không để kẻ nào biết được, nào ngờ lại bị diễu cợt trước đám đông, nổi cơn khùng, hận ngó đăm đăm bóng người trên dốc núi đối diện, lại quay sang tòa tắc lũy sắp công phá sau lưng, đang do dự không quyết, một binh sĩ vừa nãy lặng lẽ đến gần điều tra chạy vội về, vừa chạy, vừa giống lớn. Hắn chỉ có một mình, hắn chỉ một mình, phía sau không có binh mã. Lời còn chưa dứt, Thúc Thận Huy lại phát một tên, binh địch ngã nhào xuống đất. Trong quân địch giấy lên cơn xôn xao. Với thân phận của đối phương đơn thương độc mã đến khiêu chiến, trong phút chốc bọn chúng sao dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ e có trá. Giờ đã xác định không ngờ nhiếp chính vương đại ngụy này lại thật sự đến một mình, lập tức bạo dạn hơn. Nếu bắt sống được đại ngụy nhiếp chính vương, đừng nói bắt sống, cho dù là g, yết si ết, đừng nói đến công lao, danh vọng to lớn từ đây, có thể nghĩ. Trong mắt người người, bắn ra tia hương phấn đầy tham lam. Mối hận ngày ấy bị cho cắn xé, nỗi nhục tên bắn xuyên ngực, Đẩy đến nỗi đau mất tay, từng việc một hiền hiện trong lòng, cặp mắt xí thư đỏ ngầu, không do dự nữa, cho người tiếp tục vây quanh, tự mình lên ngựa dẫn theo một toán quân nhanh chóng đuổi đến dốc núi đối diện. Thúc thần huy dừng ngựa ở đỉnh dốc, lù lù bất động, đón gió đêm từ trên cao nhìn xuống, từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn phía trước, mãi đến khi xí thư dẫn người đuổi tới dưới dốc núi, loạn tiễn cùng phát lên đỉnh dốc, mới hơi xoay mặt, ngắm nhìn tòa tắc lũy được bóng đêm bao phủ, lập tức dục ngựa, trầm thấp quát to một tiếng. Giá. Dạ. Quay đầu, phóng ngựa xuống dốc. Bóng người trên đỉnh dốc núi đột nhiên mất dạng. Khương Hàm Nguyên đứng ở miệng ngắm nhìn ra bốn bề nho nhỏ kia, siết hai tay thật chặt, tim muốn nhảy vọt khỏi cổ họng, yết hầu nấp nghẹn. Khoảng cách này, chàng sẽ không thể nào thấy mình. Xong cô biết, cái thoáng quay đầu nhìn sau cùng, chính là nhìn mình, chàng đang nhìn cô. Cô cũng biết chàng muốn làm chuyện gì. Cứ như thần giao cách cảm, chàng làm chuyện mà cô vốn muốn làm. Suy nghĩ trực nhảy vào trong đầu khiến cô tỉnh táo lại. Chàng đã tạo cho cô cơ hội, cô không thể bỏ qua. Cô buộc phải nhanh chóng dẫn binh trùng sát ra ngoài, sau đó đi tiếp ứng chàng. Cô nhanh chóng ép hơi nóng trong mắt xuống, bỗng quay lại, cao giọng quát toán binh sĩ. Toàn bộ chuẩn bị, theo kế hoạch mới, giết ra. Chương 117. Thuốc Thận Huy phóng ngựa phi nhanh về hướng bắc ngược với hướng tắc lũy mỗi lúc một xa. Ngày hôm nay, y chìm nổi xoay chuyển theo khúc gỗ trong dòng nước lũ, ban đầu người hoàn toàn không thể tự điều khiển, mấy lần bị va đập vào khúc gỗ suýt tụt tay, mãi đến khi trôi ra vài dặm mới bắt được cơ hội, trong dòng chảy nhẹ nhàng hơn trôi theo dòng nước đục, dạt vào bờ, sau đó lại đuổi mấy chục dặm đường, cuối cùng cũng đuổi đến đây. Ngựa này là y đoạt được từ một tên lính địch đang tuần tra gần tắc lũy, sức chạy vốn chỉ bình thường, nhưng dưới khống chế của y, mới đầu xí thư và đại đội nhân mã dẫn theo mãi vẫn không cách nào tiếp cận. Sau một hơi dùng tốc độ cao nhất phi nước đại ra mấy chục dặm, ngựa dần dần mất sức, không thể giữ nguyên tốc độ. Khoảng cách ngày càng gần, tiếng rít hưng phấn binh địch binh cũng càng rõ. Xí thư hô quát binh sĩ vượt qua, bắn tên, ép y chuyển qua hướng Tây. Dần dần, mặt đất càng mềm và ẩm ướt, vó ngựa càng lúc càng lún sâu vào bùn, tiến lên chậm chạp. Vùng này vốn là vùng đầm cỏ lau, Xí thư quen thuộc địa hình, định bùa vây y bắt sống. Y bỏ ngựa, lần theo một dài địa thế cao kéo dài có chỗ đặt chân vững chắc tiếp tục bôn ba một đoạn, cuối cùng, ngừng lại. Phía trước đã hết đường, dưới sườn núi là một mảnh đen ngòm, vài ngọn cây thấp lè tè thưa thớt, qua khỏi, là lao sậy minh mông vô bờ, cỏ lau tươi tốt, cao hơn đỉnh đầu người, dưới ánh trăng, mặt nước hiển lộ một lớp màu mực sâu khiếp người. Đại đội binh địch nhanh chóng đuổi tới, xí thư cưỡi ngựa vọt tới, chỉ huy binh sĩ vây quanh y. Ánh đúc rực lên, lộ ra những khuôn mặt đằng đằng sát khí. Xí thư ngồi trên lưng ngựa chầm chầm nhìn bóng người cuối ánh lửa phía trước, ngần từng chữ từng chữ. Bắt hắn lại. Thúc thận huy đoạt một thanh đao từ trong tay tên lính địch trước nhất, chờ tay chém xuống. Tên lính địch bị chém đi nửa đầu, máu đen tuôn khắp, trong nháy mắt bao trùm khuôn mặt đầy tham lam hung tàn dưới chán rồi ngã xuống dưới chân y y không ngừng lặp lại, một đao lại một đao. Trong máu bắn tung tóe cùng tiếng hô quát không dứt, tiếng gào thảm thiết, từng tên tiếp từng tên lính địch ngã xuống. Nhưng, giết không xuể, một tên ngã xuống thì lại càng nhiều tên tiếp tục nhào tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chen lấy nhau. Y từng là người cao quý nhất đại ngụy, thanh danh hiền hách, ngồi trên mây cao bể nghễ nhìn xuống trường an dưới chân. Y chính là vàng bạc vạn lượng mà binh địch tha thiết ước mơ, đứng đầu vạn hộ máu đen tanh nóng từ thân thể đồng đội phun ra chẳng những không thể dọa lui chúng, ngược lại càng thêm kích thích mắt mũi của chúng. Cả đám như đám sói đói cùng bùa vây tấn công con vua sư tử ở chính giữa, ai cũng muốn dùng nanh vuốt của mình xé rách khối máu thịt tươi mới tiếp theo kia. Ta đánh chúng lưng hắn này, là ta, làm chân hắn bị thương. Cùng với tiếng đau đớn của đồng đội ngã xuống phát ra không ngừng, từ từ, tiếng vui mừng tranh công hỗn tạp nối tiếp nhau, thi thoảng vang lên. Xí thư nhìn cảnh cuối ánh lửa, ngó kẻ kia vấy máu trên người mỗi lúc một nhiều, một lớp che phủ một lớp, là máu người mà y giết, cũng chính là máu từ vết thương cơ thể y không ngừng tuôn chảy. Thân hình y mỗi lúc một cứng nhắc, cánh tay vùng đao cũng chậm chạp dần, thế là vẻ cao có méo mó vì cơn hận trên khuôn mặt gã từ từ buông lỏng, thậm chí còn hiện nét vui vẻ. Giữ lại mạng hắn. Gã hạ lệnh, tiếp đó, lấy một bầu rượu từ trong túi trên lưng ngựa mở nắp, vừa uống rượu, vừa thưởng thức đối thủ của mình đang vô vọng chó cùng rất dậu, chỉ phí công tranh đấu. Núi tiếc duy nhất hiện giờ của gã chính là không thể để à Khương Hàm Nguyên kia cũng nhìn thấy cảnh này, thấy gã đàn ông của à, kẻ quyền lực nhất nước ngụy, lại vật lộn cầu sinh thế nào dưới tay mình. Nhưng không sao, chờ hừng đông quay về, sẽ chóng thôi. Gã biết, tòa tắc lũy kia sắp bị mình công phá. Một sống đao lại lần nữa đánh mạnh lên trên lưng kẻ kia. Y lảo đảo hơi nhào tới trước, búng một ngụm máu. Dừng tay, lùi cả đi. Xí thư quá to, binh địch chậm rãi lui lại. Gió hoang gào thét, ánh lửa bị gió giật múa quay cuồng. Nguồn ngang trên đất tầm trục thi thể, cộng thêm bảy tám kẻ bị thương đang dẫy ruộng. Máu, tốc tốc theo cái ngón tay thúc thần huy không ngừng nhỏ xuống, y vẫn siết thật chặt thanh đao đá cong, chống mũi đao xuống đất đỡ lấy người mình, không chịu ngã xuống. Không chỉ thế, từ từ, thậm chí y còn đứng thẳng dậy, đứng ở cuối ánh lửa, hai tia nhìn như nhiễm máu, bắn thẳng đến xí thư đối diện. Xí thư hít mắt, ngửa cổ uống xong ngụm rượu cuối cùng trong túi rồi ném đi, lập tức cầm lấy cung tên, nhắm chuẩn, bắn tới bóng dáng kia. Cùng một tiếng, phụt, một ngạt, tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ ra sắc bén đâm vào ngực phải người kia, đúng như hắn từng làm với gã, vết sẹo trên ngực xí thư vẫn còn lưu. Thúc thận huy không gượng được nữa. Núi non trao đảo, y ngã xuống giữa vũng máu, mắt nửa mở nửa khép, máu từ khóe miệng trào ra. Xí thư nhảy xuống lưng ngựa, rút đao bên hông đi tới trước mặt người nằm trên mặt đất. Biết tiếp theo ta sẽ làm gì không? Bốp! Gã đá một cước bay đao đi, dừng mắt lên cánh tay trống chảy nhuộm đầy máu, mỉm cười. Ta sẽ tự tay chặt cánh tay này của ngươi, đưa đến Trường An, để Hoàng đế, bá quan và cả bá tánh các ngươi đều nhìn thấy, nói cho ta nghe, một cánh tay của ngươi, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Xí thư chầm chầm nhìn người bị thương nặng đang thoi thóp, mắt lấp lánh tia hưng phấn và lãnh khốc, nâng đao, ngay tích tắc ấy, thúc thận huy trong vũng máu mở ra một đôi huyết nhãn, tia sáng mãnh liệt bắn ra từ đáy mắt, một cước quét tới, đá mạnh vào đùi xí thư. Xí thư không hề đề phòng, té ngay xuống đất, song gã đã phản ứng cực nhanh, dưới cơn chấn kinh ban đầu, phòng đao bị đoạt, nhanh chóng ném đi, ngay sau đó vung tay, định dùng thiết trảo phản kích, Thúc Thận Huy không chút do so dự, bàn tay nhúm máu rút một mũi tên còn dính máu thịt bầy nhầy trước ngực mình ra, cắm vào phía cuống họng của Xí Thư. Xí Thư kinh hãi, thu ngang thiết trảo cản lại bảo vệ cổ họng, không ngờ Thúc Thận Huy thuận thế chuyển cánh tay. Phụt, đầu mũi tên vừa hung ác vừa chuẩn, đâm thẳng vào tai gã. Một chiêu thành công, không chừa cho đối phương bất kỳ chỗ trống để tránh thoát, Thúc Thận Huy dốc hết sức, cánh tay tiếp tục đẩy tới, mũi tên trong tích tắc xuyên qua đầu xí thư từ tai trái đâm qua tai phải trực tiếp ra ngoài xí thư chỉ thấy trước mắt tối sầm sao vàng bay loạn trong cơn đau đớn mãnh liệt người co rút không thể mở mắt trong cơn cuồng loạn gã gào một tiếng thật dài tê tâm liệt phế vô thức quơ thiết trào loạn xạ bả vai và sau lưng thúc thận huy bị chém be bét xương trắng như thấp thoáng hiện song chẳng mảy may buông tay đáy mắt y như đang dỉ máu hàm răng nghiến chặt Trước khi đám binh địch xung quanh kịp phản ứng nhào tới, y dùng một tay đè thiết trào của xí thư đánh thẳng vào chính diện mình, sau đó ôm chặt lấy gã, lăn xuống sườn núi. Binh địch đuổi tới đầu dốc núi, nhìn thấy cảnh hai người cuộn tròn lăn mỗi lúc một nhanh như con quay, rớt xuống đáy dốc, ngã vào đám cỏ lau, theo quán tính lại tiếp tục lăn tới, bị đám cỏ sát bờ cằn ngược, người lăn qua rồi chậm rãi lăn về. Cách mấy trượng kia là một màu đen ngòm chẳng thể nhìn thấy gì sau đám cỏ có tiếng vật lộn dãy ruộng, nhưng ngay sau đó, âm thanh ấy cũng ngừng lại, chỉ còn một giọng nói khàn khàn mơ mơ hồ hồ. Người đâu kéo ta ra? Là giọng của sĩ thư, vỡ vụn, đầy đau đớn vô tận và sợ hãi. Binh địch từ trên sườn núi nhao nhao phóng xuống, nhưng chưa đến gần đầm lầy, chân vừa chạm bùn thử đi tới mấy bước đã bị lún, trong khoảnh khắc đã đến đầu gối. Binh địch biết đầm có lau rất đáng sợ, cuốn quýt co càng lùi lại, đua nhau lên bờ. Người đâu, người đâu? Sau bụi cỏ, cách mấy trượng, lại nghe văng vẳng tiếng kêu cứu lặp đi lặp lại của sĩ thư. Một quý tộc người địch đi cùng để thử độ sâu, bèn sai người dẫn ngựa tới xua xuống, con ngựa mới đi ra khỏi bờ chưa đến một trượng đã bị lún sâu vào vũng bùn, trong dãy ruộng bị chìm rất nhanh. thớt ngựa cao to trước mặt toàn bộ bao người chìm vào vũng bùn, biến mất tăm. Địch binh nhìn mà khiếp hãi, trong lúc ấy, sau đám lao sậy, lại có tiếng rên đau đớn tuyệt vọng của xí thư. Người, lời còn chưa dứt, âm thanh đột nhiên bị nghẽn, như có thứ gì tràn mạnh vào trong miệng chặn lại, rồi biến mất. Bè hạ, bè hạ. Binh địch đứng bên bờ, kêu to vọng ra phía trước. Một trận gió đêm thổi qua, tiếng cỏ lau huyên náo, gió qua, bốn phía tĩnh mịch, không còn nghe thấy gì. Binh địch nhìn nhau, ai nấy biết rõ trong lòng, chắc chắn hoàng đế hiện giờ đã cùng nhiếp chính vương nước ngụy chìm vào đầm lau sậy không thoát khỏi mà chết thật ra đừng nói rơi vào đầm lau dù không có ngài đã bị đối phương dùng tên đâm mạnh vào lỗ tai vậy nhất định cũng không có khả năng sống sót đáng tiếc duy nhất là tay nhiếp chính vương nước ngụy kia cũng bị chôn thây trong vũng bùn cùng làm ủ một cơ hội thật tốt có thể dương danh lập công xí thư đã chết bọn hắn và đám quân tả xương vương hiện còn vây quanh tắc lũy xưa nay bất hòa không quay lại lỡ tắc lũy bị họ phá, vậy thì thất bại cả hai đầu. Tướng đầu mục gọi thù hạ lại bàn một lát, nhanh chóng ra quyết định lập tức quay về. Bình địch bên bờ rời đi, tạp âm biến mất. Thúc thận huy bị kẹt lún trong đám lau sẩy, nước bùn chưa đến hôm y, y túm lấy một bụi lau lớn bên cạnh, cố hết sức ngửa người ra sau mới không nhanh chóng bị chìm xuống hẳn. Nhưng bụi lau cũng không chịu nổi sức kéo của y, y có thể cảm giác được mình đang tiếp tục từ từ lún xuống. Dưới chân, có một vòng xoáy tối thui không đáy, mở miệng lớn chờ nuốt trường y. Ngay một chốc trước, bằng cặp mắt nhuộm đầy máu y lạnh lùng nhìn xí thư bên cạnh, dãy rụa rất dữ dội nên càng chìm nhanh. Ngay tích tắc mũi miệng của gã bị nước bùn chặn lấy, mắt cũng sắp chìm xuống vũng bùn, trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn mãnh liệt kia, thúc thần huy thấy được vẻ tuyệt vọng và không cam lòng vô cùng, ở khắc cuối cùng, thần chí vì quá đau mà trở nên cuồng loạn cũng tỉnh táo lại, ra sức giơ hai cánh tay lên cao, qua khỏi đỉnh đầu, nên khi cả người gã biến mất, hai cánh tay vẫn còn duy trì tư thế chỉ lên trời, thẳng như chỉ cần làm thế, sau một khắc, trời cao sẽ có thể xuống cứu rỗi. Nhưng trời cao không cứu, dưới ánh trăng ảm đạm lờ mờ, thúc thận huy rời mắt khỏi đôi tay còn không ngừng nắm chặt lộ ra vô cùng quỷ dị kia. Y bị thương cực nặng, đau đớn khắp người, đau đến gần như chết lặng. Máu vẫn chảy khiến y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giờ đã muốn mê man, ngủ một giấc, rốt cuộc không cần tỉnh lại xong y không chịu cứ thế mà thiếp đi. y dùng răng cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn rõ ràng buộc mình tỉnh táo, cố hết sức gắng gượng. nước bùn bao trùm lấy, như cản lại tốc độ mất máu của y một chút. từ từ, cố hết sức ngừng nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. nhất định nàng ấy có thể dẫn tương sĩ của nàng trùng sát ra ngoài, an toàn thoát hiểm. rất nhanh sau đó, một tay thu lại vùng đất bắc, mà y có lẽ sẽ không còn cơ hội có thể gặp lại y lại dừng mắt ở bàn tay sắt vẫn còn cuột cường chỉ lên trời đang từ từ chìm xuống kia, lòng thầm nghĩ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 118. Sau khi xí thư dẫn đám người rời đi, không khí khẩn trương vì chuyện xảy ra bất ngờ ban nãy từ từ hóa giải. Tắc lũy này đã bị bao vây đã lâu, dù tương sĩ nước ngụy bên trong thả chế không hàng, vẫn luôn thủ vững mấy thông đạo chật hẹp có lợi cho bọn chúng. Mỗi lần tổ chức tấn công đều bị ngoan cường chống cự, không những bắt không xong, ngược lại còn tổn thất binh sĩ, nhưng có thể dự tính được, tiếp tế trong kia nhất định tiêu hao gần như không còn. Theo kế hoạch ban đầu của Sĩ Thư, trước khi viện binh quân ngụy đến phải phá lũy, cần triển khai công kích mãnh liệt, nhưng được trời trợ giúp, viện binh đằng sau bị lũ cản, nhìn nước lũ trong khoảnh khắc sẽ không lui nổi. Nói cách khác, người trong ấy sẽ không chống chọi được là bao. Không cần tổ chức cường công, chỉ cần vây tiếp một hai ngày, chờ chúng đói khát khó nhịn, sức chiến đấu giảm mạnh thì mới mở cuộc tất công sau cùng, chắc chắn lập không ít công to. Một tên đội ý si thư để lại nhận lệnh chấn thủ. Ngoài tắc lũy, binh địch có đám mồn ngang nằm lan ra đất ngủ, có nhóm tụ tập một chỗ xì sầm về tay nhiếp chính vương nước ngụy vừa mới đơn thương độc mã xuất hiện kia. Một tiểu đội binh địch phụ trách theo dõi sát động tĩnh của tắc lũy thì đang đốt đống lửa ở hướng đầu gió nướng thịt ngựa, nhờ gió đưa mùi thịt nướng vào tắc lũy ca, ích thích quân ngụy một tên sĩ quan chứng choáng gặp mấy khối thịt ngựa, ném xuống chân, tiểu xối lên rồi sai người quăng vào tắc lũy, lớn gọi hàng bằng tiếng địch do đám trong đấy đều hiểu. Người ở bên trong nghe, mau mau đầu hàng, chỉ cần ra, muốn ăn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Cử động này hấp dẫn càng nhiều binh địch gần đó, nhao nhao bắt trước. Gió đêm mang ồn ào và cười cợt của binh địch vào tắc lũy, lọt rõ vào trong tai. Khương Hàm Nguyên dẫn theo binh sĩ, đang lẳng lặng mai phục ở lối ra phía sau. Lại cạch, một khối thịt ngựa được ném từ bên ngoài. Lăn vài vòng trên mặt đất, rơi dưới chân. Hành vi làm nhục của đám binh địch bên ngoài kia, binh sĩ thấy rõ ràng, ai nấy lộ vẻ giận dữ, siết chặt đau thương. Khương Hàm Nguyên xuyên qua miệng nhìn, quét mắt qua tình hình lỏng lẻo bên ngoài, chậm rãi nhấc tay, trầm thấp thét ra lệnh. Giết ra ngoài. Bọn họ đều là người thanh mục doanh, người sớm nhất theo khương hàm nguyên đến bây giờ cũng đã già còn có quân sĩ sau này mới gia nhập song dù được coi là nguyên lão trung kiên cũng vẫn đầy hang máu tất thảy từ ngày đầu tiên vào doanh đã ôm một tín niệm người thanh mộc doanh có chết cũng phải chết ở chỗ chiến đấu cùng kẻ địch không ai tình nguyện nhận vận mệnh bị vây giết trở thành tù binh mặc người chém giết năm đó vì cướp lại thanh mục nguyên mà thành danh về sau trong trận chiến tám bộ bảo vệ vinh quang độc nhất vô nhị ấy giết ra ngoài, hoặc là dùng sinh mệnh bảo vệ vinh dự, ở xa trường chảy đến giọt máu cuối cùng, hoặc là giết ra khỏi trùng vây, đổi lấy cơ hội sống, giống như lúc trước họ từng lần lượt sáng tạo kỳ tích tương tự. Chỉ cần có thể qua được cam gâu này, về sau, họ sẽ thật sự yên ổn sống qua ngày như nữ tướng quân nói, còn sống, có vợ con vầy quanh, sau lưng, có con cháu hương hỏa cung phụng. Là cuộc sống tốt đẹp dường nào? Các binh sĩ như hổ rời núi, mãnh liệt như sóng dữ, đi theo Khương Hàm Nguyên phía trước và đồng đội bên người, trùng sát ra ngoài. Binh địch phía ngoài tụ tập càng thêm nhiều, thấy bên trong mãi không có động tính, càng thêm càng rỡ, bắt đầu tranh tài cùng đồng bọn, xem ai ném xa nhất, chuẩn xác nhất, đang đắc y chiêu đùa, từ lối ra đối diện bỗng một đội binh ngụy đen ngòm dũng mãnh tiến ra, cùng tiện phóng tơi theo, trong không chút phòng bị, mười mấy tên đứng trước nhất bị chúng tên tại chỗ, kẻ thì ôm mặt bị bắn trúng, người ôm bụng ôm ngực, chu lên, đám lính địch đằng sau lúc này mới phản ứng, kinh hãi, có kẻ đến quần cũng không kịp mặc, quay đầu chạy về hướng doanh trại, vừa chạy vừa giống to. Quân ngụy ra ngoài. Tên đội úy vừa nghe âm thanh hỗn tạp từ phía bên này vọng đến, biết đám binh sĩ đang khiêu khích làm nhục lành nghề, mới lo đi nghỉ ngơi, chưa đến một lát, lại nghe tiếng ồn ào gào to, mỗi lúc một lớn, ban đầu còn lơ là, cứ tưởng rằng đám binh sĩ say rượu đấu đá nhau, âu cũng là chuyện thường không trách, mới lệnh cho thủ hạ qua xem, lát sau, nghe tiếng không thích hợp, mới giấy lên nghi ngờ, đích thân chạy vội ra ngoài, thấy người đối diện báo tin mới biết, quân ngụy đã đột một giết ra từ cổng Tây Bắc Tắc Lũy. Bèn kinh hãi hạ lệnh phản công, đám binh địch một lát trước còn nhờn nhờn nhơ nhơ kia thoạt đầu cũng bị choáng váng, nhận mệnh lệnh xong mới hoàn toàn hồi thần, cuống quyết sách vũ khí, vây quanh. Khương Hàm Nguyên mới đầu gặp Dương Hổ giao phó kế hoạch tác chiến, là tập trung binh lực vốn có, sau khi vừa lao ra, nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất xếp hình chiến đội hình mũi khoa ni người dũng mãnh nhất đứng ở vị trí trước nhất của hình tam giác hai cánh nghiệp lực cùng phía trước trùng sát đồng thời chuẩn bị lên vị trí bất kỳ lúc nào đây là một phương pháp chiến đấu trong cuộc chiến phá vây có thể phát huy sức chiến đấu đến cực hạn cũng giảm bất thương vong đến thấp nhất khó khăn là làm sao đứng vững trước kẻ địch đông mấy lần mình từ đầu tới cuối duy trì trận hình cho đến khi phá vây ra đây chẳng những là khảo nghiệm sắp xếp những chiến sĩ vũ lực và dũng khí. Đao nhọn. Trước tiên nhất, cần họ không ngừng tiến lên, để phía sau mở đường phá vây trong trùng vây, mà còn cần toàn bộ đội viên luôn giữ vững vị trí của mình, can đảm đi chán lỗ hồng, cam đoan từ đầu đến cuối duy trì được trận hình. Trong kế hoạch ban đầu của Khương Hàm Nguyên, dùng chính mình hấp dẫn đi xí thư và một phần đội quân, giao việc phá vây cho bọn Dương Hồ. Hiện giờ Thúc Thần Huy thay cô làm chuyện cô muốn làm, cô đảm đương đỉnh nhọn, Dương hổ và Thôi Cửu ở hai cánh hai bên, mở rộng kéo dài lũy tiến ra vùng biên, thừa dịp bất ngờ, chiến đội hình mũi khoan do mấy ngàn người tạo thành như một thanh trùy thủ sắc bén, xé rách doanh địch. Cô theo sát bên quân sĩ, khí phách chạm chém tiến lên, chém giết đám binh địch chạm mặt, máu thịt tung bay, trong tay tràn ngập tiếng gào thét trong hỗn chiến và tiếng đau đớn thảm liệt liên tiếp, giết tới cuối cùng, thậm chí đám binh địch giáp mặt không dám nhìn thẳng, dối giết lui tránh cô dẫn theo tướng sĩ giết ra đường máu, xông vào ngựa doanh chiếm ngựa, lập tức lên ngựa, xông ra vòng vây. Sau lưng, ánh đúc điểm điểm, binh địch cũng nhao nhao lên ngựa, đuổi theo không bỏ. Dương hổ giống to với Khương Hàm Nguyên. Tướng quân, ở đây giao lại cho tôi và thôi cửu. Bọn tôi có thể phát thân, cô nhanh đi tiếp ứng nhiếp chính vương, không cần để ý đến bọn tôi. Khương Hàm Nguyên quay đầu nhìn vùng đồng hoang minh mông dưới bầu trời phương Bắc, bỗng quay đầu ngựa, dẫn theo một đội binh dưới bóng đêm yểm hộ, mau chóng đuổi theo. Cô một hơi đuổi đến ngoài mấy chục dặm, lần theo dấu vó ngựa đội quân vừa đi qua còn lưu lại, chuyển sang hướng tây bắc, tiếp tục tiến lên. Dần dần, mặt đất đổi thành bùn, ngựa đi khó khăn, có vẻ như đã đến vùng đầm lau, xuôi theo những chỗ đất cưng có thể đặt chân mà đi tiếp, nhưng chỉ sau một lát, toàn bộ mặt đất bị bụi cỏ che lấp, không tìm thấy tung tích gì từ dấu chân ngựa đi qua. Trực giác bảo cô, hẳn thúc thận huy đang ở một nơi nào đó của vùng đầm lầy này cô đỏ mắt lo lắng nhìn ra xa chỉ thấy âm u một mảng như đặt mình vào một thế giới tĩnh mịch có điều vùng này rộng lớn vậy trời đất mênh mông chẳng có mục đích giờ này khắc này đến cùng chàng ở phương nào chàng chỉ có một mình còn xí thư lại mang theo một đại đội lòng bàn tay cô không ngừng túa ra mồ hôi lạnh hòa cùng máu đen dính nhớp muốn nắm thành đấm còn muốn không được cô lấy lại bình tĩnh, đang định lệnh cho người đi cùng chia ra bốn hướng tiếp tục lục soát, chợt nghe binh sĩ sau lưng nói. Tướng quân mau xem, có người đến. Cô quay lại, nhìn thấy xa xa một mảnh đốt sáng, một đại đội đang đi đến. Hẳn đó là đội quân của sĩ thư dẫn theo, non như vừa từ hướng đó trở về. Tim cô đập thình thích, lập tức hạ lệnh cho toàn bộ thủ hạ ẩn nấp ngay tại chỗ. Đám người làm theo, cấp tốc xua ngựa, người tàn ra bốn phía, mượn bóng đêm, nấp kín trong chỗ lờ mờ xung quanh. Khương Hàm Nguyên nằm cạnh một đám cỏ, nhìn đại đội từ xa đến, từ phía trước mặt cô cưỡi ngựa mà qua. Chính là đám binh địch bay nãy theo theo xí thư rời đi. Nhưng toàn bộ đã đi qua, không thấy xí thư, cũng không có thấy thúc thận huy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thúc thận huy đang ở đâu? Đường lúc Khương Hàm Nguyên kinh ngạc ngờ vực, không ngờ một con ngựa mới bị đuổi đi lại tự ở đằng xa quay lại, đang chạy về hướng này, gây động tĩnh khiến người địch chú ý. Khương Hàm Nguyên nhìn thấy một tên quý tộc non như thủ lĩnh dừng lại, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu cảnh giác quét mắt chung quanh. Gió đêm thổi qua, tiếng cỏ dại sột soạt, thủ lĩnh lộ ra vẻ nghi ngờ ra mặt, chần chừ một lúc bèn phái người đi xem chừng. Không kịp nghĩ nhiều nữa, đối phương đông đảo còn mình chỉ có một tiểu đội, nếu đợi phát hiện mới ra tay e là đã quá muộn. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể bắt vua. Cô lập tức quay đầu, ra hiệu cho hai cánh thủ hạ trái phải nấp sau lưng mình, lệnh đánh hiểm trợ cho mình. Mọi người đều là thân tín theo cô nhiều năm, toàn bộ hiểu ý âm thầm chuẩn bị. Đội binh địch kia dơ đốt tới thăm dò, soi hai bên bụi cỏ đang đến gần, đợi chỉ còn tầm 10 bước. Thủ hạ của cô nhanh chóng dương cung, tên rời cung bắn ngã mấy người, lập tức đứng dậy, chuyển hướng, vừa tiếp tục bắn tên, vừa chạy tản ra các hướng khác nhau. Tên thủ lĩnh người địch lấy làm kinh hãi biết gần đó có mai phục, nhưng trời tối cỏ cao, trong phút chốc không biết đối phương có bao nhiêu người. Thoạt đầu hơi luống cuống, được người hộ vệ trai phải, cúi người nép trên lưng ngựa tránh loạn tiễn. Một lát sau, hiểu ra đối phương có lẽ chỉ tầm mươi người, không khỏi thẹn quá hóa giận, lập tức hạ lệnh cho binh sĩ truy sát. Hắn không ngờ, Khương Hàm Nguyên đã thừa dịp nhiễu loạn, lặng lẽ đi vòng, đến bên cạnh mình. Ai đó? một hộ vệ bên cạnh thủ lĩnh đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ sau bụi cỏ búng người vọt lên vô thức hô một tiếng còn chưa dứt lời khương hàm nguyên đã thả người nhào tới trong tay cô nắm thật chặt nguyệt đao là thanh đao mà thánh võ hoàng đế đã từng ngự dụng nói nó chém sắt như chém bùn có lẽ quá khoa trương nhưng tuổi tóc tóc đứt gọt xương chảm chi thì dư dùng cô nâng tay vung xuống liên tiếp đánh rách ngực hai binh địch chặn phía trước ngay sau đó người cúi rạp dưới đất lăn rất nhanh trong một hơi đã cắt đứt mấy chân của binh địch, đã thương bảy tám người, trong tiếng kêu thảm liên tục đã búng người tới trước tên thủ lĩnh. Tất cả gần như hoàn thành trong một chớp mắt, đến giờ thủ lĩnh mới thấy rõ người tới, nhận ra là Khương Hàm Nguyên, không khỏi kinh hãi, biểu lộ như thấy quỷ. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Bèn cuốn quyết rút đao, Khương Hàm Nguyên nào cho hắn cơ hội, không chút do dự, chợt đâm xuống, đùi tên thủ lĩnh ngay lập tức bị đâm ra một lỗ máu khương hà nguyên lại kéo tay một cái hắn bị cô kéo té từ lưng ngựa xuống đoàn đao gác ngang cổ bảo người của ngươi lùi ra đùi tên thủ lĩnh ăn một đao xương đùi đã gãy đứt đau đến chết đi sống lại vẫn không muốn mất mặt trước thủ hạ ngã ngồi trên đất nghiêm mặt trắng bệnh chặn máu chảy ra từ cái chân bị thương cắn răng không rên một tiếng khương hà nguyên đưa mắt nhìn đám binh địch vô số đang xuống lại định sông lên không chút do so dự lại do tay chém xuống đùi bên kia liên tiếp đâm xuống mấy đao. À, dưới cực hình, tên thủ lĩnh đau đớn kêu to thảm thiết. Khương Hàm Nguyên không hề chớp mắt, lạnh lùng nói: "Như ngươi thấy đó, ta đã ra được đây, viện quân cũng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Ta biết thân phận ngươi không thấp, nhưng mà, nếu ngươi thật sự không muốn sống thì ta sẽ thành toàn, cùng lắm thì cùng chết ở đây vậy." Tên thủ lĩnh thực tế không thể chịu nổi cơn đau, rõ ràng trong lòng vị nữ tướng nước ngụy trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ sợ chết à đã phá vây chạy ra xí thư thì chôn thân nơi đầm lầy nếu thật sự bản thân mình chết dưới tay à thì cho dù sau đó à có bị người phe mình giết cũng còn ý nghĩa gì nghĩ tới nghĩ lui rất nhanh tên thủ lĩnh ra quyết định cắn răng nói ngươi thả ta ra ta sẽ dẫn người rời đi sẽ không quay lại nữa nói xong lớn tiếng hạ lệnh đám binh địch xung quanh toàn bộ lùi xuống xí thư vừa chết tên này lợi dụng địa vị cao nhất của mình. Đám người nhận lệnh, chậm rãi tàn ra. Nhiếp chính vương đại ngụy ta đâu? Xí thư đâu? Khương Hàm Nguyên lấy lại bình tĩnh, lập tức hỏi dồn. Chết rồi, bọn hắn chết cả rồi. Khương Hàm Nguyên kinh ngạc đến ngây người, hoàn hồn lại thì giọng đã lạc đi, nghiêm nghị quát. Ngươi nói cái gì? Tay cô bỗng siết chặt, lưỡi đau cắt đứt cổ thủ lĩnh, máu nhỏ tốc tốc. Là thật đó, chồng ngươi, chính hắn đã cùng xí thư đồng quy vô tận. Hắn đem chuyện xảy ra kể từng việc một. Khương Hàm Nguyên như bị giáng một đòn mạnh, suýt không thở nổi, người hơi trao đảo, đến khi hồi thần, bèn bật dậy, ra lệnh cho thủ hạ giám sát chặt chẽ tên thủ lĩnh này, phi nước đại tới chỗ xảy ra chuyện. Cô nhìn thấy trên mặt đất mấy chục tên binh địch ngã xuống, kẻ thì đã chết thấu, kẻ thì phí công vùng vẫy trong vũng máu. Vết máu đầy đất, có cả khúc ruột chảy ra, không khó tưởng tượng, một chốc trước ở ngay đây từng có cảnh vật lộn thê thảm cỡ nào cô vào tới bên bờ đầm lớn tiếng gọi tên y giọng cô vọng vang kinh động đến một đám chim rừng đang nghỉ ngơi ở xa xa cánh đầm đám chim vô cánh bay thục mạng thuốc thần huy thuốc thần huy khương hàm nguyên không ngừng la to cất bước tới trước một chân mới bước vào đầm cỏ lau người đã chìm xuống nguy hiểm cô bị mấy bộ hạ đi cùng ở phía sau níu lại kéo ra. Đêm đen dài đằng đẵng cũng sớm qua, sắc trời dần trắng nhợt, cô tiếp tục gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sột soạt gió thổi qua bụi cỏ lau. Giọng cô cũng dẫn khàn đặc, cuối cùng, đến đứng cũng không vững, chậm chậm ngã hoặc xuống đất. Đêm qua ngay giây phút cô ra quyết sách phá vây, cô đã đặt chính bản thân mình vào chỗ chết, không còn dự định sống, dù vẫn cực kỳ lưu luyến cõi đời này. Đúng vậy, cô, một người đã từng nhỏ yếu, một lòng chỉ muốn trở nên lớn mạnh, ra trận giết địch, không sợ sống chết. Nhưng, khi đau thương trên tay nhúm máu ngày càng nhiều, đích thân trải qua sinh ly tử biệt cũng càng nhiều, tấm lòng cô trái lại lại từ từ mềm mại đi. Sinh ra làm người, nếu có thể còn sống tốt, đi làm chuyện mình muốn làm, là may mắn bực nào chứ? Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm mà chưa làm được, cô còn muốn hoàn thành tâm nguyện chưa thành của cha, an ủi linh hồn ông, trong một quãng thời gian dài trong tương lai, vùng đất phía Bắc có thể thái bình, cô còn muốn đưa cha về bên cạnh mẹ, để trên trời họ có thể gặp nhau, từ nay sớm sớm chiều chiều không rời, cô còn muốn đích thân đưa tiễn những tướng sĩ từng cùng cô sóng vai chiến đấu giờ đã chán ghét chém giết, nhìn họ giải ngũ về quê, phóng ngựa Nam Sơn, sống cuộc sống mình muốn, còn có. Cô muốn sống, ở trước mặt, chính miệng một lần nữa nói cho chàng biết, cô chính là cậu lính nhỏ năm đó, còn chàng, chính là người thiếu niên mà mình thích kia. Giờ phút này, tướng sĩ của cô phá vây ra ngoài, tìm cơ hội sống. Cô cũng vẫn còn sống. Nhưng, cái giá phải trả, là chàng phải thay cô ư. Trước mắt thẳng như hiện ra khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn thoải mái cười như sương sớm rất nhiều năm trước kia, cô không kìm nổi nữa, nước mắt lã chả lăn xuống hai gò má nhuộm đầy máu đen của cô. Sau một bụi lau cách chừng hơn mấy trượng phía trước, lại có tiếng sột soạt, soạt. Là gió đáp lại lời cô ư. Cô chảy nước mắt, ngẩng lên nhìn bụi lau rậm rạp khẽ lay theo gió, trong lòng, dù có thế nào cũng không muốn tin, chàng từng đã hoạt bát sống, đã thật sự chìm xuống dưới đáy đầm bùn đen thẳm này, không thể nào thở, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thuốc thần huy. Cô nghẹn ngào, một lần nữa lớn tiếng gọi tên y. Chàng nghe thấy không, chàng ở đâu, chàng trả lời một tiếng cho em. Ngay một khắc này, dường như cô nghe thấy có động tĩnh phía trước. Một âm thanh mơ hồ, cực nhỏ, sen trong tiếng cành lá cỏ lau ma sát nhau gần như không thể phân biệt, nhưng vừa lọt vào tai cô đã lập tức nhận ra. Có người gọi tên cô. Hủy hủy, là giọng của chàng. Cả người cô run rẩy theo, trợn to cặp mắt, nhảy bổ dậy chạy tới, không ngừng cao giọng gọi tên y. Thuốc thần huy, chàng chờ ở đó. Chàng kiên trì thêm một lát, em đến ngay đây. mười 119 Cánh tay sắt trước mặt, từng tấc từng tấc chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bị nuốt dưới đầm cỏ lau chủ nhân của nó cũng xem như là kẻ kiêu hùng hung ác từng trên vạn người nhưng cuối cùng cũng chỉ như thế chôn thân giữa trời đất người sắp chết sao mà nhỏ bé tựa như một con sâu kiến vô nghĩa còn mình cũng không phải sẽ như thế ư thuốc thận huy muốn gượng hết nổi mất máu làm y không còn chút sức lực gì y bắt đầu cảm thấy đầm lầy bằng một tốc độ chậm rãi khó phát hiện dâng lên hay là nói thật ra là y đang không ngừng chìm xuống cuối cùng cái chết có thể nuốt hết tất thảy rốt cuộc vẫn dồn đến trước ngực y lúc này hơi thở y cũng bắt đầu khó khăn dù y tự cắn lưỡi muốn dùng cảm giác đau đớn giữ cho mình tỉnh táo nhưng ngón tay luôn nắm chặt lấy mớ cỏ lau vẫn cứ dần trở nên chết lặng mãi đến khi mất đi khống chế bắt đầu có dấu hiệu tuột khỏi giờ phút này thật ra y chẳng thấy sợ hãi chỉ cảm thấy dã rời bàn chân như có một sức lực khổng lồ đang không ngừng lôi kéo y như muốn hút xuống dưới. Y không cách nào cản lại, định cứ thế khuất phục, khép mắt thiếp đi. Ngay lúc ra mắt y từ từ trùng xuống, trong tai lờ mờ như nghe một tiếng gọi. Là có người đang gọi tên mình à, giọng còn rất quen thuộc. Mới đầu y cứ nghĩ là mình đã nghe lầm trước khi chết. Nghe nói người trước khi chết, thường sẽ nghĩ đến người khó quên nhất kiếp này, nghe được âm thanh muốn nghe nhất y từ từ lại khép mắt nhưng âm thanh gọi bên tai vẫn thủy chung không ngừng thúc thần huy đương khi âm thanh đầy bi thương và tuyệt vọng ấy lại lần nữa theo gió rót vào trong tai y như bị châm một cái dùng mình bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại thật là nàng ấy nàng đã thoát hiểm thúc thần huy mở tròn mắt người cũng tỉnh táo lại y há miệng từ trong cổ họng phát ra một âm thanh đáp lại y đang gọi tên cô nhưng vừa ra miệng mới phát hiện giọng chính mình đã trở nên khàn đục vô lực, như đã được gió hoang đánh tan thành từng mảnh, tan vào tiếng sột soạt của bụi cỏ lau, yếu đến không thể nghe thấy. Hủy hủy. Y dốc hết sức, đáp lại cô. Ngay sau đó, cuối cùng cũng nghe được cô đáp lại. Cô bảo Y chịu đựng. Y cố hết sức gượng tình, khó khăn nắm chặt lại bàn tay vừa buông lỏng, cuối cùng bắt lấy bụi cỏ lau kia cố làm chậm thế lún. Trên bờ, Khương Hàm Nguyên sau cơn vui mừng cuồng dại, ngay lập tức vã mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn khoảng cách, từ đây đến vị trí chàng cũng không phải rất xa, song trước mặt cơ bản không có chỗ nào có thể đặt chân, mà cô thì chẳng thể chắp cánh vượt qua. Bộ hạ của cô thử tìm đường xung quanh, song cũng như cô, hoàn toàn không thể đặt chân. Mà ở gần đấy, trong thoáng chốc cũng chẳng tìm thấy thứ gì có thể trèo chống cô đến được gần y. Bị cỏ che khuất, cô không thấy được chàng, song chàng đã bị thương rất nặng là điều không còn nghi ngờ chậm trễ nữa, chỉ e chàng sẽ thật sự không chịu nổi. Khương Hàm Nguyên một mặt tiếp tục lớn tiếng gọi tên y tránh y chìm vào mê mang, một mặt nôn nóng muôn phần, ước gì có thể đích thân thả người nhảy xuống đầm lầy. Chúng ta đi chặt cỏ lau với cây khô, kết bè rồi lên. Một bộ hạ có kinh nghiệm trong quá khứ hô lớn, nói xong lập tức dẫn người hành động. Đến răng Khương Hàm Nguyên còn muốn phát run, cô nhìn chầm chạp chỗ phát ra tiếng y, chỉ cách mấy trượng mà xa như khe trời. Cô không biết, y còn có thể chờ họ cứu không? Đột nhiên, chờ chút. Cô lớn tiếng gọi người, lệnh truyền đám xác lính địch đến, bản thân mình cũng chạy như bay. Bộ hạ của cô ban đầu còn ngẩn ra, ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng chuyển xác đến, khiêng lên ném hết vào đầm cỏ lau phía trước. Như dựng một khúc cầu nổi, cô nhảy lên, song dưới chân cũng hơi trùng xuống. Cứ thế, cô gấp rút dẫm lên chạy đến vùng cỏ lau che khuất bầu trời trước mặt, dùng đoàn đao chặt ra, trước mắt bừng sáng. Cô đã thấy chàng, chàng đã sắp chìm hẳn. Cô cởi chiến giáp trên người đệm trước người y, giúp nâng đỡ, bản thân nằm xuống, vươn tay bắt lấy đôi tay đã cứng đờ lạnh băng của y. Thuốc thần huy, chàng kiên trì thêm tí nữa, chúng ta có thể đi lên ngay đây. Cô hô vào tai y, y lại bị cô thức tỉnh, chậm rãi nhướng mắt, ánh mắt lờ đờ đã tỉnh táo hơn, cuối cùng dừng trên mặt cô, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn cô thật lâu, bỗng gật nhẹ đầu nhích miệng cười một tiếng lần này dùng ngữ điệu yếu ớt nhưng rõ ràng gọi tên cô hủy hủy khương hàm nguyên không nhịn nữa nước mắt lại trào vẫn nhớ năm ngoái tạm biệt chia tay với chàng ở ngã rẽ cổ đạo ngoài vân lạc cô đi nhãn môn chàng về trường an lúc ấy nào có thể nghĩ được đến khi gặp lại nhau sẽ là cảnh tượng thế này chứ là em đây cô nghẹn ngào đáp cầu bằng người dần không thể chịu được áp lực, từ từ bắt đầu chìm xuống. cô vẫn luôn nắm chặt tay y không hề buông lỏng. ngay lúc sắp lún cả xuống, bộ hạ của cô ra tới. họ đã chặt những nhánh cây gần đó, dùng có lau kết thừng, cột thành tường bó, sắp mấy bó đủ để có thể trèo chống bốn năm người xây thành đài, đẩy tới đầm lầy cùng hiệp lực cuối cùng từng tất kéo y ra khỏi vũng bùn. thúc thận huy cảm thấy như mình đang mơ một giấc cực kỳ dài, lại cực kỳ tĩnh mịch, cực kỳ yên hà như một đêm thơm ngọt vậy, thấy như chưa hề từng ngủ một giấc yên tĩnh và an tâm như thế, đến khi y ung dung tỉnh lại, ý thức còn bay bổng trong mộng, có phần không nỡ tỉnh. Nhưng ngay lập tức, y nhớ ra tất thảy. Y mở tròn mắt, vừa nhúc nhích, đã bị cơn đau trên người truyền đến chiếm lấy. Y không khỏi cuộn tròn người, một lát sau, thấy bớt đau, quay sang, khựng mắt. Y đang ở trên giường, nàng ấy đang nằm ngay bên cạnh. Đầu giường điểm một ngọn đèn dầu, ánh đèn mờ ảo dọi vào một bên mặt cô. Cô khép mắt, mi rũ, khuôn mặt mệt lả, cứ vậy thiếp đi. Y yên lặng nhìn cô một lát, gập cánh tay đỡ người mình, từ từ ngồi dậy. Dường như cô cảm giác được, mi mắt động mấy lần, mở mắt, ngồi dậy, mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Ngươi đã tỉnh. Cô rõ ràng đang cười, thế mà mắt lại bắt đầu ửng đỏ. Y nhìn rõ mồn một. Y bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, hôn mê mấy ngày, Mấy ngày ấy cô ngày đêm cực nhọc, không hề nghỉ ngơi, một tấc cũng không rời, canh giữ bên cạnh săn sóc y. Thuốc đã sắc xong, cô bưng đến giúp y uống. Thuốc rất đắng, mấy ngụm mới uống xong, cô lại hỏi y đói bụng chưa, còn định ra ngoài, bị y nắm chặt tay, chặn lại bước chân bận rộn. Ta khỏe hơn nhiều rồi, cũng không muốn ăn gì, hẳn nàng đã rất mệt, nàng cũng nằm nghỉ đi." Y nhẹ nhàng. Khương Hàm Nguyên cùng y nhìn nhau chốc lát, cùng nằm xuống, gối chung đầu. Đây là đâu? Y nhìn quanh một chút bốn phía, một gian phòng đá cổ xưa mà kiên cố. Quân chấn Tây nhu tắc. Hôm ấy sau khi cứu Y lên, Y đã hôn mê hoàn toàn. Cô đưa Y đến quân chấn gần nhất này, tạm thời dừng chân để trị thương cho Y. Chiến sự cũng đã kết thúc. Sau đêm đó, Chu Khánh Trương mật quyết ý bắt buộc mạo hiểm. Đối diện với Lâm Nguy không phải ai khác, mà là nữ tướng quân, chưa kể, đến nhiếp chính vương còn không mà nguy hiểm cố vượt sông, sống chết chưa biết, sao họ có thể tiếp tục án binh bất động được. Cũng theo cách nhiếp chính vương dẫn dắt, phái ra cảm tử binh giỏi lội dưới nước cột chặt thường bên hông, lựa đoạn sông có dòng nước tương đối nhẹ nhàng thử dùng cách tương tự cố gắng qua sông, khi có người thành công lên bờ được, bèn cầm dây cột cố định ở bờ bên kia, đợi hình thành nhiều đoạn mới trải ván gỗ, từ đó qua sông, cuối cùng tụ hợp cùng bọn dương hồ. Quân địch còn chưa kịp hồi thần từ trận phá vây, thấy viện quân đuổi tới không còn lòng nào đánh nữa, chạy thục mạng đã không sao rồi, lũ cũng đã rút, chàng yên tâm nghỉ ngơi, giờ quan trọng nhất là chữa khỏi vết thương trước. Y yên lặng nhắm mắt một chút, bỗng như nghĩ tới điều gì, đưa tay sờ hông, sờ không thấy. Khương Hà Nguyên lấy ra ngọc bội từ trên người mình. Chàng đang tìm nó à? Lúc giúp Y thay đồ, cô phát hiện Y đang đeo viên ngọc bội bên người. Y đang tìm nó, hôm đó từ khi nhận lại, Y đã đeo luôn, chưa từng rời khỏi người đó là thứ trước đây thật lâu y đã tặng cô khi mà y vẫn là thiếu niên cô trong mắt y là một tiểu binh thúc thần huy nhận lấy nhìn hồi lâu chậm rãi nói hủy hủy ta không xứng để nàng đối xử tốt với ta đến thế khương hàm nguyên lắc đầu không chàng rất tốt tốt vô cùng trước đây thành hôn cũng là chính em lựa chọn chỉ bất mãn mỗi một chỗ duy nhất chàng biết là gì không sau khi chúng ta tách ra chàng có chuyện mà vẫn luôn không nói cho em, không những vậy, chàng còn giấu cả em. Em biết là chàng không muốn liên lụy em, nhưng bắt đầu từ cái ngày đầu tiên mà chàng vì triều đình này, vì trận chiến thu phục phương Bắc, phái hiền vương đi nhạn môn cầu thân em, em đã bị chàng liên lụy rồi. Nói chàng bội tình bạc nghĩa cũng không đến mức, nhưng chàng đã nợ em, chuyện này không bỏ qua được. Sao chàng có thể rũ sạch sẽ mọi liên can đến em cơ chứ? Y lặng thinh thật lâu, thấp giọng. Ta biết, nửa đời trước của ta, tự hỏi không thẹn với đại ngụy, không thẹn với triều đình, không thẹn với tông miếu. Có lui với, là hai người, một là nàng, còn một, là mẫu phi ta, với nàng, là ta không xứng, với mẫu phi, ta là đại bất hiếu. Giọng y trầm thấp mà đè nén. Lúc trước thế nào, em không tính toán với chàng, song từ bây giờ, chàng nhớ đó, ngoài trừ thiên hạ của chàng, triều đình của chàng, hoàng đế của chàng. Thì chàng vẫn luôn là chồng của Khương Hàm Nguyên này. Sau này mà chàng còn dám làm ra việc như vậy, bất kể lý do gì, em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho chàng lần nữa." Cô từng chữ từng chữ nói. Thúc Thận Huy vẫn mãi ngắm nhìn nàng, nghe tới đoạn này, y thấp giọng cười, nhưng cười mà khóe mắt đỏ lên. Y im lặng thu cánh tay, kéo người cô ôm chặt lấy. Nơi đây điều kiện đơn sơ, thuốc thiếu, vài ngày sau, chờ thương thế y ổn định hơn, Khương Hàm nguyên quyết định cùng y về nhạn môn ở đó y có thể được sự chăm sóc tốt hơn. Trước khi đi, Khương Hàm Nguyên lệnh đem gã quý tộc thủ lĩnh từng bị mình đâm bị thương chân đến. Tên thủ hai chân chưa lành, được khiêm nằm trên đất, tưởng rằng sắp đem mình khai đao, lúc mặt như màu đất, bỗng nhiên nghe cô sai người. Thả hắn về đi. Thủ lĩnh kinh ngạc ngẩn ra người, ngẩng đầu, thấy viên nữ tướng đã chuyển mắt, bắn ánh mắt như kiếm tới mình. Ngươi trở về, báo với tả xương vương, người ngụy ta không hiếu chiến, nhưng cũng tuyệt đối không sợ chiến. Từ dày về sau, nếu các ngươi dám can đảm nam phạm lần nữa, hùng binh đại ngụy ta, chắc chắn sẽ đạp phá Bắc Đô, đến chừng đó, đừng trách ta không báo trước. Thủ lĩnh không dám nhìn thẳng, dối giết thư vâng. Khương Hàm Nguyên bầu bạn cùng Thúc Thận Huy về tới nhạn môn. Họ đã bàn bạc song song, chờ khi vết thương khỏi hẳn, còn rất nhiều việc sau cuộc chiến cần hoàn tất xong xuôi, y sẽ theo cô đầu tiên đi vân lạc an táng phụ thân cô trước, sau đó cô sẽ cùng y đi Giang Nam một chuyến, gặp mẹ y. Bắt đầu từ đầu năm, sau hơn nửa năm, cho đến hôm nay, rốt cuộc đã thu phục U Yến, đại phá Nam Đô, tù binh đông đảo, đẩy cô lập người địch về phía Bắc Giới Hà. Trận chiến sự này thu được viên mãn cực lớn, danh sách người có công tình cầu phong danh, đã gửi đến triều đình song xuôi. Lão tướng quân triệu phát, tiêu lễ tiên tám bộ, tiếp đó cũng lần lượt đi nhạn môn, chờ tin tức đến từ triều đình vào ngày bọn họ đến, toàn bộ nhạn môn sôi trào. Phản kính dẫn người ra ngoài 30 dặm nghênh đón, ngoài tướng sĩ, còn có dân chúng nơi đó, đón đầy đường phố ngõ hẻm. Khương Hàm Nguyên cùng y ở lại, tiếp tục dưỡng thương. Mấy ngày nữa, Tiêu Lâm Hoa và Trương Bảo cũng đến. Hôm Trương Bảo gặp Khương Hàm Nguyên xong, cô cân nhắc còn đang tác chiến, vì lý do an toàn đã đưa cậu đến tám bộ. Hiện giờ Tiêu Lâm Hoa theo huynh trưởng Tiêu Lễ Tiên đi nhạn môn, tất nhiên Trương Bảo cũng theo tới. Cậu đã định về từ sớm, ngày nhớ đêm mong, rốt cục về tới bên cạnh hai người Khương Hàm Nguyên và Thúc Thận Huy, tâm tình kích động không lời tả xiết, tất nhiên chuyên tâm phụng dưỡng chủ cũ. Tiểu lâm hoa dần dần cũng không sợ Thúc Thận Huy, nàng và Trương Bảo lại rất quen thuộc, lần nào cô đến cũng rất náo nhiệt. Chiều hôm ấy, Thúc Thận Huy bỗng nổi hứng, bảo muốn giãn gân cốt, ra ngoài đi dạo một chút. Đấy là một chiều cuối thu, cô và y cùng ra khỏi thành, hai người cùng cưỡi ngựa. Cô đã căn dặn y không thể cưỡi ngựa quá nhanh, tránh động tới vết thương trên người. Ban đầu y còn nghe lời, chạy chậm chậm quanh vùng đất hoang gần đại doanh Tây Hình, dần già y bắt đầu tăng tốc. Ngựa y cưỡi là thất tuấn mã xịn nhất, vừa buông, đã chạy cực nhanh bỏ lại Khương Hàm Nguyên sau lưng, cuối cùng y phóng ngựa lên một trạm gác cao, mới ngừng lại. Khương Hàm Nguyên đuổi kịp, có vẻ không vui. Vết thương chàng còn chưa tốt, còn vậy nữa, lần sau không cho ra ngoài." Y nghiêng mặt qua, chỉ mỉm cười ngắm cô, tự dưng nói. "Trên tóc nàng có gì kìa?" Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, thấy y ngồi trên lưng ngựa, đưa tay lên tóc mình, nhặt mảnh lá rơi nhỏ màu vàng kim, mở ra, rằng mình không gạt cô. Ngay sau đó, cô còn chưa kịp phản ứng, bên hông đã bị siết chặt, cánh tay y đã rơi xuống, vòng qua eo cô kéo một kéo lên lưng ngựa của y, ngồi trước người y đừng nhúc nhích. Tiếng y thì thầm dịu dàng bên tai, cô khựng lại, cảm thấy y đang dựa vào mình, hai tay ôm eo, sau đó, mặt y áp tới, hôn phất qua phần gáy giấu sau cổ áo cô, thấp giọng oán trách bên tai. Này cũng không được, kia cũng không được, ta thực sự khỏe rồi. Nếu nàng không tin, tối nay về, cứ việc thử chút xem. Khương Hàm Nguyên cảm giác y có chỗ ám chỉ, tim này một cái, tai nóng rực, sau một khắc, lại nghe y phá lên cười tiếng cười rộ vui vẻ, như đang trêu ghẹo mình, không khỏi ngầm bực, nhấc khuỷu tay thoi nhẹ vào bụng y. Y nhẹ ui ra rên lên, té thẳng từ trên ngựa xuống, chỉ còn mỗi mình Khương Hàm Nguyên còn ngồi trên lưng ngựa. Cô cũng đâu dùng sức, chỗ thúc khuỷu tay cũng vô hại. Cô bia y đang đùa mình, liếc qua, ngồi im thiên thít. Chàng mà không đứng dậy, ta đi nha. Nói xong tự lo dục ngựa, thả xuống dốc. Cô đi một đoạn, mãi chả thấy động tĩnh sau lưng, bất đắc dĩ quay lại, thì thấy y đã ngồi dậy, trên đống đá hoang, nom như đang nhìn về phương xa. Gió thu lồng lộng áo bảo y, phương xa cuối ánh mắt, là trường an ở đó, mà bóng y như hòa vào sắc thô, có vẻ hơi điều hưu. Cô không tự chủ được ngừng ngựa, nhìn bóng lưng y, đang do dự con nên tiến tới không thì có vẻ y phát hiện, quay lại, thấy cô quay về bèn lập tức tươi cười, đứng dậy đón cô. Hủy hủy thật nhẫn tâm, còn thật sự bỏ rơi ta đi ta đau thật đấy, phải ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, đang định đi tìm nàng. Đến gần, y sờ lên bụng, cười giải thích. Khương Hàm Nguyên nhìn nét mặt y tươi cười, cười, đang định mở miệng thì nghe tiếng gọi sau lưng. Điện hạ, vương phi. Hai người cùng quay đầu, là Trương Bảo tới, cậu xuống lưng ngựa, như một làn khói chạy tới, thở phì phò, hô. Khâm sai từ, Trường An đến, là lưu hướng lưu tướng quân. Trường 120 chuyến này lưu hướng mang lệnh tán thưởng của triều đình đến. Những tướng lĩnh có tên tuổi trong quân như Triệu Pháp, Chu Khánh, Dương Hổ, Tiêu Lễ Tiên, từng người đều thăng quan tiến tước. Những người còn lại căn cứ vào công lao lớn nhỏ, cũng được ban thưởng theo mức khác nhau, không sót một ai. Triều đình cũng ban thưởng để tưởng nhớ đến anh Liệt, định ra kế sách trợ cấp. Khương Tổ Vọng truy phong Liệt Hầu, ban hưởng Thái Miếu. Ngoài ra, tin khánh lễ khải hoàn vẫn luôn được đồn trong quân cũng được chứng thực, tướng sĩ khải hoàn hồi chiều, tham dự đại lễ. Đây đều là chuyện đã truyền ra rộng rãi, theo khâm sai đến, tin tức xem như đều trong dự liệu, điều mà đám người đặc biệt chú ý là, phong thường của triều đình đối với Khương Hàm Nguyên, được tấn chức đại tướng quân, phong hào thiên vũ, toàn hào là thiên vũ trưởng ninh đại tướng quân, hưởng vinh dự được ngồi cùng thường yến. Không chỉ thế, hoàng đế đồng ý cho cô vào trầu không phải rào bước lên điện được đeo kiếm. Đãi ngộ như vậy, ngoài hiền vương và nhiếp chính vương trước đây, chưa từng có ở bản triều. Với những viên thần ngoại họ, là lần đầu từ khi lập quốc đến nay, có một không hai. Ngoài ơn trọng đặc biệt của Hoàng đế đối với Khương Hàm Nguyên, khâm sai lưu hướng còn mang đến một tin gây chấn động cực lớn. Dù chiến sự phương Bắc đã kết thúc, nhưng sau đấy, việc khẩn ruộng mở đất, an trí lưu dân, triển khai các chuyện đại sự như đức chính quy thuận lòng người vẫn như lửa xém lông mày phải xử lý gấp là một thứ hai nơi đây có vị trí đặc thù trừ khả năng uy hiếp của phương bắc vẫn còn đấy xung quanh còn có tám bộ trợ phiên thuộc quan hệ rắc rối để ứng đối ngay tức khác và cũng vì kế hoạch lâu dài triều đình định sát nhập các vùng quản hạt u yến xây phủ đô hộ ổn định quận yến hiển nhiên vị trí đại đô hộ hết sức quan trọng không phải bậc đại hiền đại năng sẽ không thể đảm nhiệm trong triều nghị, hiền vương đề cử kỳ vương thúc thận huy. Trận chiến liên quan được mất các môn hộ bắc đại ngụy từ lúc vừa mới bắt đầu là do y chủ đảo, cũng đã thu được thắng lợi cuối cùng. Ngay trước đây không lâu, y từ chức vị trí nhiếp chính, chạy ra phương Bắc, thay mặt triều đình an quân, việc này, người người đều biết. Trong bức chiếu thư đặc biệt này, hoàng đế nhắc lại rất nhiều công tích của kỳ vương, ngoại trừ biểu đạt hy vọng y có thể tiếp tục ra sức quản lý vùng biên cương vì triều đình, cảm nghiệm công phụ tá của y mà ban thêm hào. Trọng phủ Thêm cửu tích tôn sư, còn ban tứ tiết, cầm tiết, có thể tùy cơ ứng biến, thậm chí tiền trảm hậu tấu, không bị tiết chế. Chiến sự kết thúc, vì quan hệ đặc biệt giữa Khương Hàm Nguyên và nhiếp chính Vương Đương Triều, đối với tương lai đi ở của cô, không tránh khỏi, gần đây cũng đã trở thành một tiêu điểm chú ý của đông đảo bộ hạ của cô. Thiếu đế lớn lên, nhiếp chính Vương từ vị, là chuyện đương nhiên nhưng mọi người đều cho rằng, tương lai dù nhiếp chính vương có rời Trường An, cũng sẽ được phong về một vùng giàu có. Tới trường đó, nữ tướng quân thân là Vương Phi, tất nhiên cũng sẽ hộ tống. Đối với chuyện này, rất nhiều tướng sĩ định tương lai tiếp tục tòng quân khó tránh khỏi cảm thấy không nỡ, thậm chí là mù mịt và lo lắng. Chẳng ai ngờ, sau khi nhiếp chính vương công thành, đã đảm nhiệm đại đô hộ U Châu. Như vậy hiển nhiên cô cũng sẽ không đi. Tin tốt các loại theo nhau tới, Cùng ngày trong quân lại có khao thưởng, người người vui vẻ ra mặt, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Thúc Thần Huy và Khương Hàm Nguyên cũng ra đón tiếp Lưu Hướng. Yến xong, đợi người rời khỏi, xung quanh không còn người ngoài, Lưu Hướng mới bái lại. Điện hạ, ti trước có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ điện hạ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Bây giờ ông đã là người đắc lực trước mặt thiếu đế, rất được coi trọng. Không chỉ thế, con gái cũng đã ước hẹn với cháu của Hiền Vương. Hai họ kết thông gia. Người Trường An tranh nhau đến kết giao, lấy quan hệ bản cũ làm vinh dự, nhưng ông vẫn dùng tự xương ti trước như ngày xưa. Thúc Thận Huy cười to, đỡ ông dậy, "Ông có vị trí như này hôm nay là vì ông trung dũng, lại lập đại công, liên can gì đến ta." Lan Vinh sau ngày bỏ trốn, tự biết không còn đường lui, đành tập hợp đám người như dư đảng cao vương thành vương, muốn cắt cư tự vệ. Lưu Hướng thừa lệnh đến bình loạn, ông vốn là võ tướng chỉ huy có đường còn dẫn một đội binh là kinh chế chi sư phản loạn nhanh chóng được bình định lan vinh bị bắt ông áp giải người về trường an lúc chờ vào thành thiếu đế truyền lời không muốn gặp ban hắn toàn thây lan vinh trong tuyệt vọng đập đầu tự sát dẫu chuyện này có thể xưng là công lao nhưng trong lòng lưu hướng rất rõ ngày đó vì cao trúc chết quá đột ngột vây cánh cũng bị loại bỏ hơn phân nửa khiến cho lan vinh cũng tổn thương nguyên khí lớn theo khó có thành quả, sau này xây dựng đội ngũ cũng là đám ô hợp. Trong triều đình, người có thể đánh trận tuyệt đối không phải chỉ có mình, lúc ấy không ít người âm thầm muốn mượn cơ hội lập công, xong cuối cùng đã rơi vào tay một người thất thế mới được triệu hồi từ Hoàng Lăng về, rốt cuộc vì sao, lòng ông biết rõ. Một cái quỳ, một tiếng ti trước đều phát ra từ trong lòng, nhớ đến sóng quỷ mây quyệt trước đây tự dưng xúc động, thậm chí nóng cả mắt. Thấy người trước mặt phong thái hào sảng, không để ý, ông cũng không dám biểu lộ thái quá, bèn chui nước mắt đứng dậy, trình một hộp thuốc hỗn hợp các loại dược liệu quý giá, trong đó có cây sâm ngàn năm, hình dạng như cây trùy, nhìn như dung mạo người, dễ sâm trải rộng phủ kín bàn tay, đúng là hiếm thấy, bảo là hiền vương chuẩn bị, nhờ mình giao qua. Thuốc thận huy cười nói, phiền ông về thay ta truyền lời cảm tạ. Vừa nói, y vừa liếc sang Khương Hàm Nguyên ở bên cạnh, nói tiếp. Vốn cũng nên quay về một chuyến, đích thân đa tạ, có điều thương thế chưa khỏi, e khó thành, đành phải nhờ cậy ông. Lưu hướng vội nói không sao, Hiền Vương cố ý dặn dò để ngài yên tâm dưỡng thương, rồi lại nhìn sang Khương Hàm Nguyên, trần trừ đoạn, rốt cuộc vẫn rẻ dặt nói. Lễ khải hoàn này thiên hạ rất chú ý, dân chúng Trường An cũng đang ngẩng đầu trong chờ tướng quân đích thân dẫn đoàn quân Long Hổ về triều, dương vũ uy đại nguy ta. Việc này là do Hiền Vương lo liệu, trước khi ti trước đi, Hiền Vương dặn dò mãi, lệnh cho ti trước gặp tướng quân rồi thay mặt ông hỏi một tiếng kế hoạch của tướng quân thế nào ông nín thở nhìn khương hàm nguyên thúc thần huy cũng yên lặng nhìn cô khương hàm nguyên không lên tiếng ngay trong phút chốc yên lặng lưu hướng thấy cô nhìn hộp dược liệu vẻ mặt lạnh nhạt mà lòng thấp thỏm bất an một hộp dược liệu chân quý thực ra là do thiếu đế chuẩn bị nhưng dặn ông dùng danh nghĩa hiền vương còn vì sao tất nhiên lưu hướng biết kỳ vương bị thương nặng chưa khỏi, không thể nào xuất hiện trong đại lễ khải hoàn, điểm này ai cũng biết. Thật ra thì cho dù ngài không bị thương, lưu hướng cũng biết, chắc chắn ngài ấy sẽ không xuất hiện trong đại lễ. Hôm ấy, khi tin đại phá Nam đô truyền về Trường An, trong lúc người người cho rằng nhiếp chính vương sắp đăng vị, nhưng ngài lại xin từ ngôi nhiếp chính ra khỏi Trường An. Ý của ngài không quá rõ sao. Công thành lui thân, trả lại cho thiếu đế cho nên đại lễ khải hoàn này có ý nghĩa phi phàm với thiếu đế mà nói giống như buổi tuyên cáo với thiên hạ rằng ngài đã đích thân cầm chính từ nay về sau đại ngụy không còn vị nhiếp chính gánh loạn đỡ nguy ổn định thái bình nữa có chỉ là hoàng đế đây cũng là lần đầu tiên một mình thiếu đế đối mặt với thiên hạ với triều thần và con dân mình bên cạnh ngài không nên còn bóng dáng của nhiếp chính vương cũng sẽ không còn bây giờ điểm mấu chốt ở trên người Khương Hàm Nguyên. Mặc dù mấy ngày qua triều đình rất yên ắng, đại thần nghiêm chỉnh như đã hoàn toàn quên mọi việc trước đây, dối giết trình đơn so sánh nhiếp chính vương và thiếu đế với thành chu công phụ chính thành vương, khắp nơi đều là tiếng khen. Nhưng trong âm thầm, vẫn có tin đồn rằng nhiếp chí vương có ý lạnh, đợi chiến sự kết thúc sẽ hoàn toàn quyết liệt với thiếu đế. Ngài ra đi thực tế là vì tâm thành cho tàn, rất nhiều người để mắt đến Khương Hàm Nguyên, trùng hợp sao, lúc triều đình nhận danh sách một phần tướng sĩ muốn hồi chiều tham dự đại lễ không có tên cô lời đồn trở nên ồn ào quá mức có người chắc chắn rằng có thể cô cũng không quay về nếu cô không về thật thì lý do cũng trọn vẹn hơn nữa hoàn toàn hợp tình hợp lý vì hiếu đạo không muốn đoạn tình nên thủ hiếu cho cha khương tổ vọng tráng liệt xa trường cho nên không thích hợp dự lễ nhưng như vậy không còn nghi ngờ thể diện thiếu đế không khỏi có chút không ổn Hiền vương có phần không yên lòng, nên mới phái lưu hướng làm khâm sai tới truyền lời. Ông xem trọng việc lưu hướng và vợ chồng y là chỗ quen cũ, nói chuyện có thể thuận lợi hơn. Lưu hướng ngần ngừ hỏi ra câu quan trọng nhất chuyến đi này xong, đợi hồi lâu, không thấy Khương Hàm Nguyên trả lời, không biết phải làm sao, mới quay sang nhìn kỳ vương bên cạnh, ánh mắt cầu giúp đỡ. Thúc thận huy trần chờ đoạn, muốn nói lại thôi, nhìn thấy. Khương Hàm Nguyên ngước mắt, chậm rãi nói nhờ chú nói với hiền vương điện hạ, cháu sẽ nhận lệnh, đúng hạn ban sư hồi chiều, làm lễ hiến phu với hoàng đế. Lưu hướng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hết sức mừng rỡ, vội cảm ơn. Ti trước cho người đi truyền tin. Trước đây trong quân cũng có lời đồn, Khương Hàm Nguyên có thể không về Trường An, chuyện hồi chiều sẽ do lão tướng quân triệu phát thay thế. Giờ đã xác nhận, đích thân cô sẽ hồi chiều tham gia điển lễ, tướng sĩ đều mừng rỡ, phấn chấn tinh thần, chờ xuất phát mà tin kỳ vương sắp đi quận yến nhậm chức đại đô hộ cũng lan truyền nhanh chóng vài quan viên và người bản địa có xuất thân đại tộc cũng lần lượt chạy đến cầu kiến biểu lộ lòng trung thành quan viên không ngoại lệ là những quan từng đầu hàng trong đó có lý nhân ngọc tất nhiên thúc thần huy đã từng nghe qua tên người này thực tế phần lớn bọn họ không có tài cán là bao nhưng quen thuộc dân tình tương lai hòa hợp có thể dùng là được y nhẫn lại gặp mặt xong trần an một phen chờ đổi toàn bộ người đi trời đã tối. Y ra khỏi thành, đi đại doanh Tây Hình. Sáng mai sắp theo nữ tướng quân lên đường về Trường An. Như áo gấm về quê, được về quốc đô đại ngụy tham dự đại điển đại biểu qua vinh quang vô thượng, tướng sĩ chờ mong muôn vàn. Thấy kỳ vương đi tới, dối rít lên tranh nhau hành lễ. Cô không ở đây, trương bảo báo. Chàng vàng tối vương phi một mình cưỡi ngựa ra doanh, cũng không gọi nô tỳ cùng, không nói đi đâu, thúc thận huy theo hướng cậu chỉ nhìn lại đó là hướng thiết kiếm nhai xa xa chân trời mây dày cuồn cuồn y quay người ra ngoài điện hạ đừng theo ta thúc thận huy phóng ngựa đến thiết kiếm nhai khương hà nguyên đứng trên đỉnh núi nhìn về phía trước ánh mắt cô dừng ở một thôn trang bỏ hoang nhiều năm lần trước thúc thận huy đến nhớ nơi ấy vẫn là một mảng cỏ dại hoang tàn vắng vẻ nhưng hiện nay nhãn môn một nơi từng là chiến trường nơi biên quan đã ngày càng yên bình, người dân cũng từ từ tụ về, khai phát cỏ hoang, xây dựng tường viện, khai khẩn đất đai, xây nhà mới. Giờ này đêm nay, từ nơi này nhìn lại, hướng kia đã thấy mấy đốm đèn được thắp. Sắc đèn lờ mở ảm đảm, xong lại tô điểm bóng đêm đen đặc cuối thu, nhìn thật ấm áp, mang theo hơi ấm khói lửa. Thúc thận huy dừng sau lưng, yên lặng ngắm nhìn bóng lưng cô. Bỗng thấy cô quay lại, mỉm cười với mình giải thích thấy chàng bận chuyện em mới cưỡi ngựa một lát nó quen đường tự dẫn em đến đây thúc thần huy cũng cười ngừng mặt nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu cởi áo khoác trên người nhẹ nhàng choàng lên vai cô trời sắp mưa rồi về đi cô gật đầu xong ông trời như chẳng thèm nề mặt y chưa về tới đại doanh đã mưa xuống hai người ướt sũng may mà giờ không còn sớm cộng thêm thời tiết không tốt người người đã vào lều không ai nhìn thấy bộ dáng chật vật của hai người trương bảo đã nhóm xong lò sưởi trong lều còn đang đợi thấy cuối cùng hai người cũng về tới lại ướt sũng vội ra đón chờ hầu hạ thúc thận huy bảo cậu cứ đi nghỉ ngơi mưa đêm rơi trên đỉnh lều lộp độp lộp độp càng thêm yên tĩnh y đứng cạnh lò cẩn thận lau nước mưa trên mặt cô hủy hủy y bỗng gọi tên cô nếu nàng thật sự không muốn về cũng không sao không cần lo lắng cho ta hay phải vì hiền vương mở miệng mà miễn cưỡng chính mình y ngập ngừng rồi nói khương hàm nguyên lại cười cơ hội tốt như vậy vinh quang kẻ khác muốn còn muốn không được sao em lại không về chứ y trần trừ thật chứ khương hàm nguyên tròn tay ôm y hôn một cái điện hạ chàng vẫn rông dài vậy ư sáng mai em đi rồi đêm nay chàng định để em nghe chàng nói chuyện suốt à thúc thận huy ngần ra Lập tức cười theo, y ngậm miệng, nhìn cô, dưới ánh lửa, cô mỉm cười nhìn y, ánh mắt y khẽ nhúc nhích, đưa tay chậm rãi mơn trớn môi cô, ép mặt tới. Nhớ về sớm đấy, ta sẽ nhớ nàng. Đêm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ, y dùng giọng mất tiếng, trầm thấp rót vào tai cô. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.